chào các bạn. Hôm nay là tối thứ hai đầu tuần. Giống như hẹn thì mà tối thứ hai đầu tuần mình đang cố gắng mình làm một cái buổi live stream để chia sẻ cho các bạn, những bạn đang online, những bạn khắp mọi miền đất nước không có dịp về Sài Gòn để gặp trực tiếp mình. Đang cố gắng nó như vậy. Và tối hôm nay, tối thứ hai như thường lệ và chúng ta trực tiếp online, và rất là vui tối hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là 10 bước để biến những cái mục tiêu trong kinh doanh của bạn thành hiện thực. Và tất nhiên là cái chủ đề này dành cho những bạn đam mê kinh doanh online, và những bạn mà không đam mê kinh doanh mà các bạn xem cái chương trình này thì có thể là các bạn sẽ bỏ những cái công việc khác của bạn và các bạn đi kinh doanh, bởi vì các bạn biết nó rõ ràng nó là cái gì. Và bây giờ cái thủ tục đầu tiên chúng ta xem thì trước tiên là chúng ta như thế nào các bạn ơi, và cùng nhau chào giới thiệu cái quy định khi mà chúng ta xem bài thứ nhất đó là chúng ta phải có tập và bài vở trước mặt, phải có tập, có bút, có viết. Cái thứ hai là chương trình của chúng ta diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ, nên các bạn đảm bảo rằng các bạn thu xếp những công việc khác để các bạn cùng online một tiếng đồng hồ, xem như là chúng ta đang học vậy đó các bạn. Cái thứ ba là các bạn giới thiệu họ tên của mình, các bạn ở khu vực nào, làm cái gì, đã kinh doanh chưa, chúng ta comment xuống bên dưới này, để gì để mọi người cùng nhau quen. Các bạn vừa comment ở dưới này các bạn vừa quen và mình cũng biết về các bạn luôn, và mọi người cùng nhau xem livestream này cũng biết về các bạn luôn, và khắp mọi người ở trên mọi miền đất nước này cũng biết luôn. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn nhớ kết bạn với mình, inbox vào Facebook của mình, và để chúng ta biết nhau, chúng ta cùng nhau giới thiệu nhau, làm quen với nhau. Cuộc đời kinh doanh là chúng ta phải làm quen và chúng ta kết nối. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái công nghệ, phải nói chung là chúng ta phải cảm ơn Facebook, cảm ơn cái hệ thống internet, cảm ơn cái thế giới ngày hôm nay nó rất là tuyệt vời. Để gì để mình ngồi ở ngay Sài Gòn và tại cái nhà mình vẫn kết nối được tất cả các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước này, nên đây là cái điều rất là tuyệt vời. Bây giờ là tới cái những cái giây phút chúng ta làm quen nhau. Chào bạn Thảo Nguyễn, và bây giờ các bạn giới thiệu về mình đi. Chào bạn Sóc Em, vâng, bạn ở khu vực mùng nào các bạn, chào đi. Chào bạn Giàu ở Bạc Liêu, rất là vui vừa rồi là em khăn gói từ Bạc Liêu lên đây để cùng nhau gặp với anh em, cùng với gia đình mình. Cái buổi tối nó rất là ý nghĩa. Bạn Giàu rất là tuyệt vời, em rất là tuyệt vời. Và để bắt đầu vào chương trình thì các bạn giới thiệu kết nối và các bạn chia sẻ cái live stream này. Nhớ chia sẻ, thứ nhất là chia sẻ làm gì? Chia sẻ để về bạn nhớ. Nếu mà bạn không chia sẻ thì bạn không có nhớ. Chia sẻ để sau này Facebook nhắc lại để bạn xem lại. Chia sẻ để cho nhiều người cùng biết nữa. Đó là lý do mà chúng ta cần phải chia sẻ. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ cái live stream này để chia sẻ về trang nhà các bạn, và mình kiểm tra xem thử bao nhiêu người chia sẻ rồi. Hồi nãy giờ mới có 3 bạn chia sẻ, các bạn khác chưa chia sẻ. Và trước khi đi vào chương trình chính thì mình giới thiệu về mình chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, và hiện tại thì mình có được những cái quyển sách này. Mình đã viết được quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển Beyond The Way. Cái quyển này là quyển dịch sang bản tiếng Anh để chúng ta đã bán trên Amazon, bán ra thị trường nước ngoài. Sắp tới mình có thêm cái quyển thứ ba, đó là hướng dẫn cho các bạn cái cách làm online, đưa cái doanh nghiệp của bạn lên online, đưa cái công việc kinh doanh lên làm online. Vâng, mình chỉ có một chút xíu để giới thiệu nó như vậy thôi. Và bây giờ đảm bảo chúng ta được 100 người thì bắt đầu mình sẽ chia sẻ 10 cái bí quyết này. Bây giờ đã lên 72 người rồi, chúng ta ráng cố gắng lên 100 người đi các bạn ơi. Lên 100 người đi, mỗi người chia sẻ một chút xíu. Các bạn chia sẻ livestream này về các bạn mời bạn bè mình, các bạn tát vô là tự nhiên nó lên 100 người, là nó nhanh lắm. Mỗi người một chút xíu để chúng ta. Và các bạn giới thiệu đi. Chào bạn Trần Trường, chào anh Huy, chào anh Nguyễn Quốc Huy, từ Tết tới giờ chưa gặp anh. Chào bạn Nguyễn Văn Hiếu, chào bạn Lê Minh Trương. Bạn Lê Minh Trương giới thiệu rất là kỹ nè, rất là tuyệt vời. Chào bạn Lâm Văn Đào, ok chưa? Các bạn đã chia sẻ về trang của các bạn chưa? Chào bạn Dung Bi, chào Yến Giang Bình Yên, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Vi Vi, và các bạn giới thiệu về mình đi.
Chào bạn Anh ở Bình Dương. Chào bạn Trương Long Nhật, lâu quá cũng chưa gặp em. Chào bạn Trang Nguyễn. Ok, các bạn chia sẻ, bấm, hãy nhiệt tình bấm chia sẻ live stream này về nhà các bạn để gì để chúng ta tăng lượng người xem lên. Và để chúng ta nhắc nhớ, chào bạn Nguyễn Văn Quyết, chào bạn Nguyễn Văn Nam, chào bạn Nguyễn Ngọc Diễm Châu. Ok, chào bạn Cường Phạm, rất là tuyệt vời. Chúng ta có những giây phút chúng ta chào nhau. Giang xin chào tài dự thương. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Yến Giang, từ tết giờ chưa gặp em. Bạn Nguyễn Xuân Phúc, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Và bây giờ các bạn có sẵn cái cây viết ở trước mặt chưa? Các bạn có sẵn cây viết chưa, tờ giấy chưa? Bạn nào chưa có sẵn viết và tờ giấy thì các bạn phải làm gì ạ? Các bạn phải gì ạ? Mình nói cái gì thì các bạn ghi lên trên cái comment này luôn. Hôm nay em mới mua được cái quyển sách Vượt Biển Lớn. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Trang Trường, mình có hai quyển lận Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Chào bạn Nguyễn Trung Hiếu, chào bạn Trí Dân, em ở quận 9. Ok, chào bạn Toàn Nguyễn. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Xuân Phương, rất là tuyệt vời. Các bạn bạn ở Hải Phòng lận, các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Hồng. Ok, đã lên được 80 người rồi, 83 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình nói cái thứ nhất, mình nói là 10 điều. Bây giờ mình nói cái điều thứ nhất trước. Vậy thì khi chúng ta muốn ra kinh doanh thì chúng ta phải lập cho mình một cái mục tiêu. Bắt buộc phải lập cho mình một cái mục tiêu. Nếu các bạn không lập cho mình một cái mục tiêu, các bạn mà làm kinh doanh một cách rất là ngẫu nhiên thì không bao giờ các bạn kinh doanh được hết. Chào bạn Thiên Kim, lâu quá chưa gặp em. Chào bạn Lê Minh Chương, rất là tuyệt vời. Chào bạn Việt Phan. Ok chưa? Các bạn đã chia sẻ live stream của mình về chưa? Để mình kiểm tra thử bao nhiêu bạn chia sẻ rồi. Để mình kiểm tra trên cái máy laptop của mình bao nhiêu bạn rồi nha. Khi mà chúng ta ra kinh doanh á, là chúng ta bắt buộc mới có 15 bạn chia sẻ. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ và các bạn chia sẻ về cái nhà mình đi. Các bạn hãy làm ngay cái hành động này để thứ nhất là các bạn lưu lại. Cái hai là nhà sách không có mỗi ngày một chút thôi. Đúng rồi, không có. Bạn phải liên hệ bên mình. Hiện tại là sách mới về và không có đủ bán. Chừng nào mà cái lượng sách dư ra đã thì mới ra ngoài nhà sách. Hiện tại trong nhà sách chưa có đâu bạn ơi. Ok. Và rất nhiều bạn chưa chia sẻ, rất là nhiều bạn chưa bấm vào cái nút chia sẻ. Các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ ngay bây giờ đi ạ. Ok, các bạn chia sẻ vào group nữa, hãy bấm vào ngay bây giờ đi ạ. Vậy thì đã kinh doanh thì chúng ta phải lập cho mình một cái mục tiêu. Và cái mục tiêu thì nó phải rõ ràng. Cái mục tiêu nó là phải rõ ràng. Còn nếu mà mục tiêu nó không rõ ràng thì không bao giờ chúng ta làm được. Cái mục tiêu nó phải rõ ràng, ra cái con số rất là cụ thể, rõ ràng ra từng cái công việc và rõ ràng cái ngày tháng, ngày tháng đạt được và ngày giờ để chúng ta thực hiện nó. Còn nếu mà các bạn không lập mục tiêu thì không bao giờ các bạn đạt được. Các bạn nói em dự kiến sắp tới em ra em kinh doanh, không bao giờ đạt được. Em dự kiến sắp tới em sẽ kinh doanh lĩnh vực đó, còn lâu các bạn mới làm được. Em dự kiến qua năm thì em mới nghỉ việc rồi ra em làm. Không bao giờ các bạn làm được. Tất cả những người mà nói như vậy không bao giờ làm được. Bạn Nguyễn Xuân Phúc nói sách mỗi ngày một chút thôi bây giờ là quyển sách đầu giường của em rồi thầy ạ. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Sắp tới cái quyển sách thứ ba cũng là quyển sách đầu giường của em luôn. Quyển sách thứ ba đó là cái quyển sách về online. Mình đang tiến hành, mình đặt tên cho nó, mình đang tiến hành biên tập nó. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Quốc Bảo. Vâng, vậy thì vừa rồi mình nói sơ về cái mục tiêu thôi chứ mình chưa nói về cái chủ đề chương trình. Và của chúng ta chuẩn bị đạt được 100 người rồi, 99 người rồi, rất là tuyệt vời. Cho chúng ta cùng nhau tràn pháo tay hết bạn, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Các bạn vỗ tay lớn lên để mình ngồi ở đây mình nghe luôn. Các bạn, vậy thì cái bước đầu tiên này, cái bước đầu tiên mình nói này, các bạn ghi xuống này, bước số 1 này, các bạn ghi vô. Các bạn có nghe rõ mình không ạ? Bước số 1, các bạn phải ghi vô. Bước số 1 là hãy chia ra từng bước nhỏ, ghi vào. Bước số 1 mình nói cái gì ạ? Chia ra từng bước nhỏ. Tại sao phải chia ra từng bước nhỏ? Khi các bạn đã có cái hạch mục tiêu rồi thì các bạn phải biết chia cái hạch mục tiêu của mình thành bước nhỏ. Bạn hình dung chưa? Bước 1 là chia mục tiêu ra thành từng bước nhỏ. Khi các bạn muốn leo lên cầu thang để lên được các cái tầng trên thì rõ ràng các bạn phải bước từng cái cầu thang một. Các bạn có hình dung ra chưa? Các bạn phải đi từng cái bậc thang một. Bậc thang 1, bậc thang 2, bậc thang 3, bậc thang 4. Chúng ta không thể gì à, không thể làm một lúc nó hết được. Các bạn muốn có một cái mục tiêu, phải ra được mục tiêu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm từng bước nhỏ. Muốn đi nhanh
thì phải đi từng bước nhỏ. Bởi vì chúng ta không có nguồn lực, chúng ta thiếu tiền. Những người mới khởi nghiệp đâu có tiền đâu. Bạn hình dung chưa? Bạn cũng chưa có cái kinh nghiệm, cái mối quan hệ của bạn cũng chưa lớn, bạn chưa có sẵn nguồn lực khách hàng, bạn chưa có nhân viên, bạn thiếu những cái kỹ năng, bạn thiếu những kinh nghiệm, bạn thiếu những kiến thức, bạn không thể đi nhanh được. Tuy nhiên nó rất là kỳ lạ, những người mới đã làm á, những người yếu non á, thì lại cứ đòi đi nhanh. Cái đó là cái chuyện nó rất là mắc cười. Cứ ra là đòi nhanh nè. Mà bạn thiếu đủ thứ á. Những người nào họ nhanh, họ có sẵn tiền, họ đã có sẵn kinh nghiệm, họ rất là giỏi kỹ năng, họ có đội ngũ, họ có mối quan hệ lớn, họ có rất là nhiều nguồn lực, những người đó họ mới đi nhanh được. Bạn nhận ra chỗ này chưa? Hay cả thầy gì? Ok, hãy chia ra từng bước nhỏ. Thầy rất tuyệt. Ok, cảm ơn bạn Thiện Chiến rất là nhiều. Để đạt được mục tiêu là chúng ta phải chia rất là nhỏ ra. Mình nói lại cái hình ảnh khi mà các bạn đi lên một cái cầu thang, các bạn hình dung chưa? Thì chúng ta không thể, có thể là các bạn cũng bước gấp, là các bạn bước hai bước, nhưng mà các bạn thấy không, các bạn bước gấp một chút xíu là các bạn sẽ mệt ngay. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Các bạn sẽ mệt ngay, các bạn sẽ đuối sức ngay. Cái nguồn lực hạn chế, cái sức lực của chúng ta hạn chế, chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ dừng cuộc chơi ngay. Đó là lý do mà khi như thế nào ạ? Khi chúng ta có mục tiêu rồi thì chúng ta phải chia rất là nhỏ ra và gì ạ? Và mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta thực hiện từng chút một. Lý do vì sao chúng ta phải thực hiện từng chút một mà chúng ta không thực hiện nhanh? Lý do vì sao mà đã giải thích hồi nãy giờ rồi. Lý do vì sao các bạn? Lý do một người mới ra khởi nghiệp là các bạn thiếu gì? Thiếu kiến thức. Làm nhỏ nhỏ, lỡ nó sai thì là chúng ta điều chỉnh. Lý do thứ hai, chúng ta thiếu kỹ năng. Tại vì chúng ta mới ra làm mà, làm sao chúng ta có kỹ năng tốt được? Nên chúng ta phải làm từ từ để chúng ta điều chỉnh. Lý do thứ ba, thiếu gì? Thiếu kinh nghiệm. Chưa va chạm nhiều làm sao có kinh nghiệm? Phải va vấp nhiều nó mới có kinh nghiệm được. Cái thứ tư, chúng ta thiếu gì ? Thiếu tài chính. Mới ra khởi nghiệp làm sao mà tiền nhiều được? Bạn hiểu chưa? Kể cả trong túi bạn có tiền rất là nhiều thì so với thị trường tiền bạn cũng chả là bao nhiêu hết. Lý do thứ năm, chúng ta thiếu gì? Thiếu mối quan hệ. Bạn đâu có sẵn những cái mối quan hệ tuyệt vời đâu. Càng làm, ok chưa? Càng làm, các bạn hiểu chưa? Càng làm thì chúng ta mới càng có mối quan hệ lớn. Trước đó các bạn chưa làm thì cái mối quan hệ các bạn nó cũng chưa có nhiều. Lý do thứ sáu, chúng ta chưa có sẵn đội ngũ. Bạn hình dung chưa? Chúng ta đâu có sẵn đội ngũ nhân viên đâu. Phần lớn là một mình bạn, hoặc là hoặc hai ba người lý do thứ bảy, chúng ta chưa có sẵn lượng khách hàng. Chúng ta mới ngày đầu ra nghiệp, chúng ta phải gì đi tìm từng cái người khách hàng hàng một. Nên là một điều tiên quyết, cái bước đầu tiên mà mình nói các bạn để các bạn đạt được mục tiêu là cái gì các bạn ghi xuống. Cái bước gì cái bước gì các bạn ơi? Cái bước gì Chia nhỏ mục tiêu ra từng bước nhỏ. Các bạn có nắm rõ chỗ này nè chưa? Cái đây là cái cách đi của những người họ có kinh nghiệm và họ đi rất là nhẹ nhàng, họ đi từng bước. Mới ra khởi nghiệp mà cứ đòi đi nhanh, đi hấp tấp, các bạn chỉ là té, lãnh hậu quả té. Và nếu mà bạn đi nhanh mà bạn thắng thì cái đó là hên thôi. Lần sau nữa bạn cũng té nó là chúng ta cần phải đi từng bước nhỏ để gì? Để chúng ta cảm nghiệm nó, để chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta yếu cái gì, để chúng ta kịp điều chỉnh. Đi chậm thì chúng ta mới lớn được. Đi nhanh thì chúng ta qua nhanh mà chúng ta chỉ tổn hao nguồn lực thôi. Nó là vậy. Khi nào chúng ta đi nhanh? Khi chúng ta có đầy đủ nguồn lực. Ai là người có đầy đủ nguồn lực? Là những người họ đã kinh doanh rất là nhiều lần rồi, họ đã thắng nhiều lần lắm rồi, họ tích lũy rất là nhiều tiền rồi, họ có đội ngũ sẵn rồi, họ có nhiều kinh nghiệm rồi, họ có kiến thức rất là tuyệt vời rồi, họ có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời rồi, tất cả mọi thứ họ đều có sẵn rồi, thì họ mới là người đi nhanh. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Chúng ta không có vội vã được. Nhưng mà những người mà ra khởi nghiệp thất bại là lúc nào cũng mò đòi đi nhanh đó. Nguồn lực thì không có, kiến thức thì cái gì cũng không biết hết, tiền bạc cũng không có, hỡi chút cứ đòi đi nhanh,
Làm thì không chịu làm mà cứ đòi có kiếm tiền không à. Không gieo thì làm sao mà có trái mà chúng ta gặt. Các bạn hình dung chưa? Vậy mà chúng ta cứ có cái tư duy đó. Bạn nào mà có cái tư duy đó là nắm chắc trước sau gì các bạn cũng té. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy mình chia sẻ cái bước số 1, các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn tuyệt vời. Và mình không thấy các bạn comment, các bạn ghi gì hết. Rồi xong, mạng bị Trung Quốc cắt rồi. Ok. Không có liên quan gì Trung Quốc ở đây. Chậm mà chắc. Lê Văn Chương đi từng bước nhỏ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi là mình chia sẻ một bước rồi. Chúng ta còn bao nhiêu ạ? Chúng ta còn tới 9 bước nữa. Và các bạn nào mà mới online cái livestream này lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình nhé. Các bạn nhớ inbox vào Facebook của mình. Các bạn nhớ làm quen với mình. Các bạn nhớ kết bạn với mình. Ok chưa? Và các bạn nhớ gì ạ? Nhớ chia sẻ cái livestream này. Một điều là các bạn phải bấm vào cái nút chia sẻ. Chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để làm gì? Để các bạn nhớ. Các bạn nhớ, sau này Facebook nhắc các bạn nhớ. Các bạn không chia sẻ thì các bạn không có nhớ. Mình kiểm tra thử là bao nhiêu bạn đã chia sẻ rồi. Mình kiểm tra thử bao nhiêu bạn chia sẻ rồi. Ok, 51 bạn chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta phải hơn 100 người chia sẻ các bạn. Thì chúng ta mới là người một rồi. Mỗi người chỉ bấm một lần chia sẻ thôi là chúng ta sẽ hơn 100 lượt chia sẻ liền. Và các bạn là những người rất là tuyệt vời. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ kết bạn với mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta chia sẻ cái bước số 2. Hồi nãy bước số 1 nói cái gì? Các bạn comment xuống đi. Nguyễn Thị Trang mới lần đầu tiên xem anh Duy ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Hôm nay được quen với bạn Trang. Xung Hề, thầy thật vĩ đại. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em đi đúng bước 1 rồi, tuyệt quá. Ok, hay, bạn Duy Công hay, bạn Nguyễn Thị Trang, chào thầy ạ. Nhầm, bạn Hùng Sơn nghe cho thầy. Ok, rồi, vậy là bước số 1. Bây giờ bước số 2. Bước số 2 là ghi vô. Bước số 2, các bạn ghi vô. Để chia sẻ thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn Đỗ Phú Bình, bạn Long Hội. Ok, bước số 2 ghi vô. Sức mạnh cây viết và quyển tập. Ok chưa, ghi vô. Để đạt được mục tiêu, bước 1 là chia nhỏ, bước 2 là sức mạnh cây viết và quyển tập. Ok, các bạn ghi vô chưa? Sức mạnh cây viết và quyển tập. Chúng ta hãy có gì ạ? Hãy luôn có bên mình một cây viết và một quyển tập. Hoặc là bạn nào cây viết chứ không phải cây viết cái ông Phúc Huynh gì kia. Ok, cây viết, nhớ chưa, cây viết. Ông nói sức mạnh cây viết và quyển tập. rất là thú vị. Ok. Vậy thì đi đâu hãy có trong người mình cây viết và quyển tập trắng. Ngày nay chúng ta có điện thoại smartphone thì chúng ta có cái nốt, mình thì dùng cái nốt. Và người nào mà luôn có gì ạ? Luôn có cái cây viết và quyển tập đó là và gì ạ? Và cây viết và quyển tập không phải để cho vui, để khoe khoang, mà khi chúng ta nghe một cái gì á, chúng ta nghe một cái gì á nó hay á, hoặc là chúng ta chưa biết, hoặc là cái đó mà chúng ta nghe ở đâu đó rồi mà trước đây chúng ta quên á, là chúng ta phải nốt ngay vô cái quyển tập đó liền. Nốt ngay liền. Bạn hình dung ra cái bước này chưa? Các bạn phải có cái thói quen này. Các bạn phải có cái thói quen này. Muốn thành công là chúng ta phải có cái thói quen này. Cái gì cũng phải nốt lại, không được nhớ trong đầu. Hoặc là khi các bạn rối cái gì thì các bạn cũng ngồi, các bạn ghi ra. Các bạn vô đừng cứ để suy nghĩ trong cái đầu không, trong đầu nó ra ý tưởng gì là cứ ngồi ghi ra. Nên là tiếp theo là nó là sức mạnh cây viết và tờ giấy. Và quyển tập, đừng cứ để cái tờ giấy không, mà nó sức mạnh cây viết và quyển tập. Vì cái nếu mà các bạn không có cây viết và cái quyển tập á, là nó như nó làm cho các bạn rối ngay. Nó là tất cả mọi thứ phải ghi ra. Dĩ nhiên lần đầu tiên bạn ghi, ngày đầu tiên bạn thấy nó không quan trọng đâu. Bạn thấy ghi ra là cái điều đó mình biết rồi mà. Nhưng mà ngày thứ hai rồi bạn vẫn ghi, ngày thứ ba bạn vẫn ghi, ngày thứ tư bạn vẫn ghi, thì bất ngờ cho tới ngày thứ 10 và hôm nào đó bạn rảnh bạn đọc lại thì bạn rất là bất ngờ. Có những cái giây phút nào đó chúng ta ghi cái đó mà chúng ta bỏ qua đi, và nếu mà chúng ta không ghi thì mãi mãi nó đi luôn.
các bạn vô ra điều này chưa? Và tất cả những thiên tài họ đều làm theo cái cách này, họ đều ghi ra hết à, và họ ngồi họ đọc lại, và bao nhiêu ý tưởng hay nó nằm ở trong đó. Nên là bắt buộc bắt đầu từ bây giờ các bạn phải có thói quen, và sau này các bạn lãnh đạo một cái công ty lớn thì các bạn cũng phải có cái thói quen đó. Thường thường những người lãnh đạo một cái công ty lớn họ không có thói quen đó thì họ gì à? Họ luôn có cái cô thư ký bên mình. Và các bạn thấy trong tất cả cuộc họp, trong tất cả cái cuộc trao đổi, các bạn để ý đi à, họ luôn đi đâu họ cũng có một cái người thư ký kê bên, và họ nói cái gì, họ trao đổi cái gì với đối tác thì đều có gì à? Có cái gì các bạn ơi, có cái người thư ký đó nốt lại hết. Bạn hình dung chưa? Còn bây giờ chúng ta mới ra khởi nghiệp, chúng ta mới là cá nhân, doanh nghiệp của chúng ta mới là ít, nên là chúng ta chưa gì à? Chúng ta chưa có dịp gì à? À, chưa có tài chính để chúng ta mướn cái thư ký riêng, thì chính chúng ta phải làm cái việc đó. Bạn có nhận ra điều này chưa? À, bởi vì làm cái việc này nó rất là tuyệt vời à, bạn nhớ chưa? Bởi vì khi mà bạn viết ra khi mà bạn nghĩ là nó không có rõ, nhưng mà khi mà bạn viết ra và bạn đọc lại á, là bắt đầu nó rõ ràng ra. Khi mục tiêu, bạn nên nhớ một cái này, khi mục tiêu mà được viết xuống giấy, hoặc là khi ý tưởng của bạn mà được viết rõ ràng ra giấy, thì bạn đã thành công một nửa rồi, còn nửa còn lại là bạn chỉ bắt tay vào bạn thực hiện rồi thôi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Đó. Sau nãy giờ các bạn không comment gì hết vậy, các bạn thấy mình chia sẻ có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment xuống để các bạn truyền năng lượng cho mình. Và nếu mà các bạn thấy là điều mình chia sẻ rất là tuyệt vời thì các bạn cũng ghi vô, các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời à. Bạn Thanh Tâm Lê, chào thầy, thầy dạy dễ hiểu và thực tế quá, em đã theo dõi mấy bài giảng thầy rồi, thank you. Ok, chào, rất là vui làm quen với bạn Thanh Lê. Chào bạn Thành Trần. Ok à, và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì thứ nhất là các bạn nhớ giới thiệu bạn ở dưới này để mình biết à. Cái thứ hai này là các bạn nhớ inbox vào Facebook mình, và các bạn nhớ làm quen với mình để mình kết bạn với các bạn. Và cái thứ ba là ok chưa à, các bạn phải thường xuyên theo dõi Facebook của mình. Mỗi ngày mình đều viết bài, sáng nào mình cũng viết bài, nên các bạn cứ tranh thủ theo dõi cái Facebook của mình, đọc bài nếu các bạn đam mê về kinh doanh à. Ok chưa? Và một phút dành cho quảng cáo nha các bạn. Ok chưa? Mình tên là Nguyễn Thái Duy, hiện tại mình là người sáng lập cái trung tâm vườn ươm bi doanh nhân. Các bạn thấy cái chữ bi trên doanh nhân mà à, các bạn thấy chữ bi doanh nhân đây trên cái áo mình mặc nè. Ok chưa à, và đây là những cái quyển sách của mình, những cái quyển sách mình có quyển sách Vượt Biển Lớn, quyển sách mỗi ngày một chút thôi, và Bì Dân Đồ Quay. Bì Dân Đồ Quay là hiện tại bán ở nước ngoài à, mỗi ngày một chút thôi, và đây là hiện tại đang bán ở trong nước. Và các bạn nào lần đầu tiên biết mình, các bạn muốn biết những cái quyển sách này, các bạn muốn đọc những quyển sách này, các bạn hãy inbox cho mình và mình sẽ giao cho các bạn khắp mọi miền đất nước này. Ok không các bạn ơi, điều này rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ không quảng cáo nữa, bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào bài học à. Vậy thì hồi nãy giờ mình nói tới cái bước số mấy rồi thì các bạn ghi xuống. Không phải là mình không nhớ là mình chia sẻ tới bước số mấy, nhưng mà mình hỏi các bạn để làm gì các bạn không? Mỗi khi mình hỏi một cái là các bạn có phát hiện ra điều gì không? Cái đầu của bạn nó bắt buộc nó phải nhớ à, vậy là bước số 1 là nói gì ta, bước số 2 là nói cái gì ta. Nên là nếu mà mình có hỏi là các bạn cứ làm theo câu hỏi của mình thì lập tức các bạn nhớ liền, các bạn nhớ ngay trong đầu liền. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Để gì? Để khi chúng ta đứng dậy là chúng ta nhớ liền, chứ chúng ta đừng có ghi ra đó, nó rất là tuyệt vời, nhưng mà lần sau phải mất công đọc lại nó. Dĩ nhiên đọc đi đọc lại rất là tuyệt vời, mà làm sao chúng ta xem livestream này chúng ta nhớ luôn à, đó là lý do mà à, mình hỏi một cái là các bạn phải follow, các bạn nhấm nhẩm, các bạn trả lời theo. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Và các bạn thấy cái điều này nó có tuyệt vời không à? Tuyệt vời thì comment tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình hỏi các bạn này, bước số 1 mình chia sẻ cái gì ạ? À, comment xuống. Là bước số 2 mình chia sẻ cái gì ạ? À, ok chưa? Và bây giờ là chúng ta là bước số mấy các bạn ơi? Bước số 3. Ok chưa? Bước số 3. Bước số 1 mình nói lại. Bước số 1 là mình nhắc lại là chúng ta chia nhỏ cái mục tiêu của chúng ta ra và đi từng bước nhỏ. Cái đây là điều kiện tiên quyết và hồi nãy mình nhắc rất là kỹ rồi. Bước số 2 là đi đâu cũng có cây viết và tờ giấy trắng.
Còn hiện tại các bạn có smartphone thì các bạn nốt vào. Bây giờ mình lại kể chút xíu cho các bạn này. Các bạn biết là vừa rồi cái đợt Tết mình đi Dubai, và các bạn thấy mình viết những cái bài về Dubai, và rất là nhiều bạn lên comment và nói cái bài viết sao hay quá. Và kể cả có một bạn chuyên dẫn tour đi Dubai, và bạn đó về Việt Nam không phải là bạn dẫn cái đoàn mình đâu, bạn đó là chuyên dẫn tour, và lần đầu tiên mình biết bạn luôn về Việt Nam. Bạn cũng ở gần cái khu của mình, cũng ở bên Thảo Điền, và có dịp gặp nhau, và lúc đó mới làm quen Facebook và lên kết bạn trên Facebook. Và bạn mới đọc những cái bài của mình, bạn nói chùi sao anh viết những cái bài về Dubai nó hay như vậy, và chính em là người chuyên dẫn tour mà em còn phải học. Vậy thì có rất là nhiều bạn lại nói với mình rằng cái đợt mình đi Anh cũng vậy. Các bạn thấy tới giờ đầu năm, cái lúc mà đầu năm cái đợt tháng 10 rồi mình đi Anh và mình viết những cái bài về nước Anh rất là hay, và rất là nhiều bạn nói ồ sao mà hay dữ vậy. Thì bí mật là mình vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn đó, là cái bước số 2 đó. Các bạn nhớ đó, đây điều nào mà bởi vì mình đi đâu mình cũng vậy, mình đi đâu mình cũng nốt hết cái viết vào tờ giấy, và chính vì mình nốt đó nên là khi mình rảnh á, mình ngồi mình viết bài trên Facebook thì mình đủ thông tin để mình viết. Còn nếu mà mình không nốt, và lý do vì sao mà các bạn hướng dẫn viên kia là em đi rất là nhiều, em dẫn bao nhiêu tour, 3 năm nay là em chuyên tour về Dubai, nhưng mà em nghe anh viết bài em cũng học hỏi rất là nhiều điều, và sắp tới em cũng phải nhờ những cái bài này mà em chia sẻ cho khách hàng nó tốt không. Bởi vì sao các bạn không? Bởi vì mình đi mình nốt, mình thấy cái gì mình cũng nốt, mình thấy cái gì mình cũng nốt, mình thấy gì mình cũng nốt. Và khi mình ngồi mình viết thì mình liên tưởng, mình mắc sắc nó lại, thì tự nhiên cái bài viết mình nó đầy đủ và nó chất lượng thôi, chứ có về đâu. Một bài viết hay là một bài viết nó đầy đủ, nó chất lượng đó. Bạn nhận ra điều này chưa? Vậy các bạn thấy điều này cứ tuyệt vời không ạ? Nó tuyệt vời thì các bạn comment xuống mạng nó tuyệt vời. Mình chia sẻ cái thực tế mà mình đang diễn ra nó là như vậy. Nó là đã làm kinh doanh rồi á, thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải có cái viết và tờ giấy. Ok chưa? Mình giải thích rất là rõ ràng. Vậy cái những gì mình chia sẻ bạn có tuyệt vời, comment xuống các bạn ơi. Các bạn comment xuống để cho nó như thế nào, để cho nó các bạn truyền năng lượng cho mình, và chính các bạn cũng năng lượng theo luôn, vì các bạn vừa làm, các bạn vừa xem, các bạn vào, các bạn năng lượng theo luôn. Ok chưa? Nói chúng ta cùng kết nối dơ nhau. Điều này nó rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và như thế nào, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì nhớ, bạn nào chưa chia sẻ livestream thì bấm chia sẻ livestream đi. Mình đã nói các bạn cứ làm theo mình là mọi thứ nó sẽ rất là hữu ích, cái trang của bạn nó sẽ rất là nhộn nhịp. Ok chưa? Cái thứ ba là như thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu, thì cái thứ ba rất là quan trọng, mà bạn nào học NLP á, người ta hay gọi là modeling, cái từ tiếng Anh nó gọi là modeling, nhưng mà cái từ tiếng Việt á là chúng ta cần phải có cái mô hình mẫu. Cái mô hình mẫu, chúng ta cần phải có một cái mô hình mẫu. Mô hình mẫu là như thế nào là cái bước số 3 là chúng ta phải tìm một cái mô hình mẫu. Ví dụ các bạn muốn ra mở một quán phở, bạn hiểu chưa, cái đây là một cái phương pháp nó rất là hay. Các bạn muốn ra mở một quán phở mà các bạn tự suy nghĩ từ A tới Z nó lâu và nó khó và nó mất công lắm. Vậy thì chúng ta phải gì phải suy nghĩ đến một cái mô hình mẫu, nghĩa là các bạn phải đi tham khảo một số cái quán phở khác. Bạn hình dung chưa? Bạn tham khảo một số quán phở khác và bạn thấy cái quán phở đó nó phù hợp với bạn á, và bạn phải theo dõi cái quán phở rất là kỹ, các bạn theo dõi rất là cái chi tiết. Cái này nó gần như gọi cái từ bắt chước vậy đó, nhưng mà nó cao hơn, nghĩa là chúng ta như này, chúng ta thêm họ, nó là một cái tiêu chuẩn để chúng ta phấn đấu. Tuy nhiên bất chước 100% thì không ấy, sau đó chúng ta đưa gì chúng ta đưa cái cá tính, cái đặc biệt của mình, mà cái một cái từ tiếng Anh mình hay gọi là cái từ rhyme me. Tức là nếu chúng ta bất chước ý xì người ta thì như vậy là không tốt, nhưng mà chúng ta theo cái mô thức đó rồi chúng ta đưa cái cô mình vào thì cái điều đó nó rất là tuyệt vời và nó giúp cho chúng ta đi nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ tự mày mò nó rất là lâu. Bạn hình dung cái chỗ này chưa? Bạn hình dung ra chỗ này chưa nè? Vậy cái bước số 3 là bạn nào mà học NLP thì các bạn hiểu rồi, người ta gọi là cái từ modeling. Còn cái từ tiếng Việt mà chúng ta hay nói là đó là chúng ta bắt chước một cái mô hình mẫu. Ok chưa? Một cái mô hình mẫu. Và vừa rồi mình ví dụ cái quán phở, hoặc là các bạn muốn mở một cái quán trà sữa thì các bạn phải đi tham khảo khoảng 10 cái quán trà sữa khác nhau.
những cái dạng khác nhau, và bạn thấy cái quán trà sữa nào nó phù hợp với mình, ok chưa, thì bạn như thế nào ạ? Bạn như thế nào ạ? Bạn nghiên cứu họ rất là kỹ, hoặc là mỗi quán trà sữa bạn lấy của họ một ít và bắt đầu bạn về bạn làm. Ví dụ như các bạn quan sát cái cách họ gửi xe như thế nào, cái cách họ ghi phía xe như thế nào, rồi cái cách nhân viên nó đứng ngoài như thế nào, cái cách nó thu tiền nó như thế nào, cái cách nó làm cái bảng hiệu nó như thế nào, các bạn cái cách nó demo thiết kế cái quán nó như thế nào. Chúng ta phải rất là chi tiết, và dĩ nhiên là chúng ta phải cầm theo gì, tờ giấy và cây viết rồi, đúng không các bạn ơi? Vậy là chúng ta phải bắt chước theo một cái mô hình mẫu. Cái đây là cái cách mà nó làm cho chúng ta đi nhanh. Các bạn không, chúng ta đây nè, chúng ta phải, hoặc là nếu các bạn muốn thành công, mình lấy một cái ví dụ khác. Hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy các bạn có nắm rõ được không? Nếu mà nắm rõ được thì các bạn comment xuống là các bạn nói là các bạn nắm rõ được. Còn các bạn nào thắc mắc thì các bạn comment xuống, các bạn thắc mắc, các bạn hỏi, để cho chúng ta cùng nhau kết nối với nhau. Chứ các bạn không comment xuống, mình cũng không biết các bạn là gì. Còn các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào? Các bạn hãy làm quen với mình. Các bạn inbox vào Facebook của mình, các bạn chia sẻ cái live stream này nè về trang nhà các bạn, để gì để chúng ta làm quen nhau, để chúng ta biết nhau. Thông qua Facebook thì chúng ta biết nhau, lần đầu tiên chúng ta biết nhau, rồi sau đó chúng ta kết nối với nhau, biết đâu sau này chúng ta lại có những cái gì hữu ích. Các bạn nắm rõ chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải có sự kết nối với nhau. Nói chung là không dễ gì chúng ta quen biết nhau đâu các bạn. Nhờ cái Facebook này, nhờ cái buổi livestream này chúng ta biết nhau. Và các bạn cũng nên giới thiệu các bạn lên trên này luôn, họ tên các bạn là gì, bạn đang làm gì, bạn đang cần tuyển nhân viên hay là bạn đang cần tìm khách hàng, thì những người xem đây biết về bạn luôn. Ok chưa? Nó là các bạn cứ giới thiệu buôn bán trên cái trang mình thoải mái, mình không có cấm các bạn gì hết. Các bạn inbox cái trang web của bạn luôn, bạn để số điện thoại lên đài luôn, không thành vấn đề. Chúng ta cùng hợp tác và cùng nhau làm quen với nhau, mọi người cứ nói với nhau nên không có gì phải ngại hết. Bạn vướng cái gì thì bạn cứ hỏi, chúng ta cứ vô tư, ok, không có ngại cái gì hết. Các bạn ha, các bạn là những người rất là tuyệt vời, các bạn chịu khó đó học theo dõi là chuyện rất là tuyệt vời rồi. Vậy vừa rồi mình chia sẻ tới cái bước số 3 được không? Bây giờ hồi nãy mình ví dụ cái quán phở, mình ví dụ cái trà sữa. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác để các bạn nắm rõ hơn. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà. Ví dụ như là các bạn muốn thành công thì các bạn cũng phải bắt chước một cái con người nào đó họ đã thành công rồi. Bắt chước cái gì? Cái phong cách của bạn, bắt chước cái phong cách của họ, cái tính cách của họ. Người ta gọi là mô phỏng lại. Ví dụ là người đó họ hay có thói quen đọc sách thì chúng ta cũng phải gì? Có thói quen đọc sách. Người đó họ chúng ta đang kinh doanh, chúng ta đang kinh doanh. Các bạn dùng ra điều này chưa? Mà các bạn không đọc sách nhưng mà cái ông kia ông đang kinh doanh, mà ông kinh doanh rất là giỏi và ông hay đọc sách, thì chúng ta cũng phải hay đọc sách. Và chúng ta cũng phải hỏi ông là ông hay đọc cái loại sách gì, thì chúng ta cũng phải đi tìm những loại sách đó chúng ta đọc. Bạn có nhận ra điều này chưa? Và bạn làm như vậy liên tục trong nhiều năm thì cái tư duy của bạn nó cũng giống như cái tư duy của ông. Ông ở những cái khu vực rất là cao cấp thì chúng ta cũng ráng cố gắng, chúng ta phấn đấu, chúng ta vào chúng ta ở cái khu vực cao cấp đó, ok chưa? Ông hay đi nước ngoài thì chúng ta cũng phải đi nước ngoài. Bạn nhận ra cái điều này chưa? Cái đó gọi, người ta gọi là mô phỏng. Và bước đầu thì các bạn có thấy ngượng, nhưng mà khi mà các bạn làm đi làm lại nhiều lần thì một lúc như thế nào, cái tính cách bạn y như cái mô phỏng bạn, y như cái tính cách họ, thì các bạn sẽ thành công. Bởi vì sao ? Mới lúc đầu thì chúng ta ngượng. Ví dụ như là mình có thói quen mỗi ngày mình hay thức dậy 5 giờ sáng mình chạy thể dục, không có ngày nào mà mình không chạy. Một năm 360 ngày thì 365 thì chắc là 90% là mình thức dậy sáng nào mình cũng chạy thể dục rồi. Thì các bạn như thế nào ? Và khi mà mình đứng lớp thì bạn nói là ồ sao thấy mình khỏe quá. Thì các bạn mà cứ chạy như mình vậy thì một ngày nào đó các bạn cũng khỏe giống mình. Rồi sau khi chạy vô thì mình hay lấy sách mình đọc. Và các bạn cũng, nếu mà các bạn cũng làm giống như mình thì các bạn cũng lấy sách bạn đọc. Thì một thời gian thì tự nhiên kiến thức bạn sẽ biết nhiều lắm. Và mình là người hay đi nước ngoài, một năm mình đi khoảng 2, 3, 4 nước tùy.
tùy năm, và mỗi lần đi thì mình ghi chép lại. Bạn nên dùng cho điều này chưa? Mỗi lần đi thì mình luôn ghi chép lại. Và nếu mà các bạn cũng mô phỏng theo mình, cùng một năm các bạn cũng đi 2-3 nước và mỗi lần đi các bạn ghi chép lại rất là chi tiết, thì theo nhiều năm thì mình nghĩ là các bạn cũng rất là tuyệt vời. À, bạn nhận ra điều này chưa? Chứ còn mà chúng ta cứ ngồi rồi chúng ta thấy ông đó thành công, rồi chúng ta ganh tị, rồi thậm chí chúng ta nói xấu, rồi thậm chí chúng ta hơn thua, thì thay vì cái đó nó cũng mất thời gian của các bạn, thì chúng ta mô phỏng lại theo họ đi, để nó đỡ mất thời gian. Nói xấu của người ta cũng mất thời gian, nó ganh tị người ta cũng mất thời gian. Thì mất công cái việc đó thì chúng ta mô phỏng lại cho họ đi. Các bạn nhận ra điều này cho đó. Đó là mình vừa rồi mình chia sẻ cho bạn cái bước số 3. Và bây giờ chúng ta còn 7 bước nữa các bạn. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy mình chia sẻ cái bước thứ 3, các bạn có cảm nghiệm được không ạ? Các bạn có thấy hay không ạ? Kỳ Nguyễn rất vui gặp được anh Duy. Ok, rất vui làm quen với bạn Kỳ Nguyễn. Nhờ Facebook mà chúng ta làm quen với nhau. Các bạn nhớ chia sẻ về và bạn nhớ các bạn với mình nhé. Bạn nào lần đầu tiên mà biết mình, các bạn nên comment vào cái Facebook của mình đi. Mình là người nói cà lăm nha. Mình báo cho các bạn biết mình là người nói cà lăm. Nên là thỉnh thoảng mình có cà lăm thì các bạn cũng thông cảm, không thành vấn đề gì hết. Quan trọng là chúng ta làm được cái gì thôi, chứ không quan trọng là cà lăm hay không cà lăm, cái chuyện đó không quan trọng. Ok chưa các bạn ơi? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới bước thứ 3 rồi. Vậy thì bây giờ là bước thứ 4. Các bạn note vô. Bước thứ 4, tự mình học hỏi và phản đấu. Ok, vậy thì bước 1 mình chia sẻ về cái gì các bạn ơi? Nhớ chưa? Bây giờ các bạn review, các bạn nhớ đi. Bước thứ 2 mình chia sẻ về cái gì? Các bạn review, các bạn nhớ đi. Bước thứ 3 mình chia sẻ về cái gì? Và hồi nãy giờ bạn học được nhiều bài học mà. Học nhiều bài học thì các bạn comment xuống là các bạn nói là các bạn học được rất là nhiều bài học. Và bạn nào mới lên thì các bạn giới thiệu về mình luôn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn giới thiệu về mình luôn. Ok chưa? Và bây giờ các bạn cho mình một vài giây để quảng cáo. Ok các bạn ơi, một vài giây để quảng cáo. Ok chưa? Mình có những quyển sách này. Đây là mình viết. Quyển sách thứ nhất là Vượt Biển Lớn. Quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển sách thứ ba là Bì Dân Đồ Quay. Quyển sách này là bán ở nước ngoài. Hai quyển sách này bán ở trong nước. Và bạn nào mà có nhu cầu mua những quyển sách này về đọc, mình chia sẻ những kinh nghiệm, những bí quyết ở trong này, thì các bạn inbox cho mình, inbox số điện thoại cho mình, và sách sẽ được giao khắp trên mọi miền đất nước này về tới tận nhà bạn. Các bạn thấy điều này tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và mình cũng thường xuyên chia sẻ những cái lớp làm chủ doanh nghiệp miễn phí. Và các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương, ở Đồng Nai gần đây, các bạn chạy về Sài Gòn học được, thì các bạn cũng cứ inbox cho mình số điện thoại, thì sẽ có người gọi cho bạn và báo cho bạn cái ngày giờ và các bạn đi học thôi. Ok, rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình chia sẻ tiếp, không quảng cáo nữa. Ok chưa? Các bạn chưa? Bây giờ bắt đầu mình chia sẻ tiếp. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới bước số 7 rồi, bước số 3 rồi đúng không? Bây giờ là bước số 4. Ok chưa? Bước số 4 là chúng ta phải biết kiểm soát được cái tốc độ để đạt được mục tiêu của mình. Ghi vô đi. Phải kiểm soát được cái tốc độ để đạt được cái mục tiêu cũng như đạt được cái công việc của mình. Bạn Phan Hồng Phúc, thì bạn inbox cái số điện thoại của mình đi, bạn làm quen đi, rồi bắt đầu mình mới trả lời được. Tại bây giờ mình học phí thế nào anh? Học phí miễn phí. Ok cho bạn, bạn gì đó hỏi học phí như thế nào. Mình đang chia sẻ những lớp miễn phí. Những lớp căn bản là miễn phí hết, những lớp nâng cao thì mới có phí. Ok chưa? Nên là bạn đi học cái lớp miễn phí trước để bạn biết về mình trước. Cái bước số 4 là chúng ta phải kiểm soát được cái tốc độ và cái thời gian để thực hiện cái công việc đó. Phần lớn của chúng ta là chúng ta cứ đặt mục tiêu cao quá và cuối cùng chúng ta không có kiểm soát được cái tốc độ mà chúng ta làm việc, thì cuối cùng cái kết quả nó không có ra. Bạn Nguyễn Phương đang câu like, bạn nói cái câu đó nghĩa là sao? Không hiểu ý của bạn. Thì bạn muốn like không qua like quyền của các bạn. Ok chưa bạn Phương ơi? Không có ai ép buộc ai hết. Nếu chúng ta thấy hữu ích thì chúng ta follow tiếp, còn nếu không có hữu ích thì thôi, chúng ta đừng có follow. Chứ đừng có mà vừa nghe rồi ngồi càm ràm, rồi đa nghi, rồi nói người ta là sao câu like. Để làm gì? Thấy hữu ích thì xem, không thấy hữu ích
thì thôi không xem, đơn giản nó như vậy thôi. Còn bạn nói người ta câu like hay người ta không câu like thì cuối cùng người ta vẫn cứ làm và mình mất công thôi. À, nên là bạn Phương Nguyễn gì đó, mình cũng rất là vui qua Facebook này biết đến bạn, và bạn cần hãy có cái tư duy mở mang ra để chúng ta cùng nhau gì ạ, cùng nhau kết nối nhau, cùng nhau làm quen, thì cái điều đó nó tuyệt vời hơn là ngồi phán xét ai đó, nói ai đó, bởi vì bạn mất công thôi. Bạn hên vô chưa? Đúng rồi, bạn Thiên Kim biết là kệ họ, nhưng mà mình muốn nói cho họ để họ vỡ cái tư duy ra. À, đừng có cái tư duy phán xét nhiều quá thì nó không hữu ích cho cuộc đời của họ thôi. Ok, rất là tuyệt vời. Và bây giờ cái bước số 4, nghĩa là chúng ta cần phải kiểm soát gì ạ? Kiểm soát cái gì bạn? Kiểm soát được cái tốc độ làm việc của chúng ta. À, bạn hình dung chưa? Chúng ta cần phải kiểm soát đó. Bởi vì khi mà chúng ta như thế nào? Khi mà chúng ta mà ra cái mục tiêu nhiều quá và xa quá, và chúng ta không làm được, và mỗi ngày chúng ta không kiểm soát được cái tốc độ làm việc đó, thì nó như thế nào ạ? Nó như thế nào ạ các bạn ơi? Nó như thế nào? Nó làm cho chúng ta nhìn vào rồi mà chúng ta vẫn gì ạ? Chúng ta vẫn không thấy ra được cái kết quả đó, thì chúng ta như thế nào ạ? Nó làm cho chúng ta nản chí đi. À, nản chí đi, và chúng ta bỏ cái mục tiêu đi. À, nên là đó là lý do mà chúng ta cần đó, cái bước số 4 này với cái bước số 1 nó có liên quan với nhau đó. Cái bước số 1 là chia nhỏ để gì? Để bước số 4 chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta mới thực hiện từng bước nhỏ được. À, các bạn, để chúng ta kiểm soát được cái kết quả từng ngày. Còn không, chúng ta ra cái mục tiêu nó lớn quá mà hàng ngày nó không có tiến bộ, nó không có tiến triển, thì nó làm cho ta nản. Nản và chúng ta nghĩ nó khó. Thực sự thì không có cái gì khó ở trên đời này hết. Bởi vì chúng ta làm hoài nó không được nên nó khó. Nhưng mà các bạn chia nhỏ ra thì các bạn luôn luôn làm được, và các bạn kiểm soát nó thì tự nhiên các bạn thấy nó dễ. Mình ví dụ đi, như dụ mình đặt mục tiêu là lúc đầu á các bạn, lúc đầu mình kể cái câu chuyện của mình, lúc đầu là mình đặt mục tiêu là mình có được một quyển sách. Cái đây 5 năm trước rồi các bạn. Trời ơi, các bạn biết không? Lúc đó mình chưa có ngày mình viết quyển sách nó lên bờ xuống ruộng. À, mình viết hoài mà nó không ra cái quyển sách. Mà có 4 năm rưỡi mình mới ra được cái quyển Vượt Biển Lớn đó. Bạn hình dung chưa? Rồi cái quyển sách đầu tiên mà nó nói lên bờ xuống ruộng, mình chưa có kinh nghiệm kiểm soát tốc độ, mình chưa biết phải viết cái nội dung gì, mình chưa biết phải bố cục cái quyển sách nó như thế nào. Trời ơi, các bạn biết, mất hết 4 năm rưỡi, rất là mất công. Điều đó có nghĩa là gì? Viết một quyển sách mất hết 4 năm rưỡi, mất công kinh khủng. Tuy nhiên, khi mà mình viết ra được cái quyển sách Vượt Biển Lớn rồi đó, mình ra được cái kinh nghiệm rồi, thì nó nhanh hơn, và bắt đầu mình mới kiểm soát được cái tốc độ. Lúc đó là tốc độ nó như thế nào? Mình điều kiện của mình là sau đó mình viết quyển thôi, thì cứ mỗi ngày mình viết khoảng được hai trang, và mình, và lúc đó bắt đầu mình mới nhẩm tới lại, à hóa ra 6 tháng là mình viết xong một quyển sách đó. Và cái quyển thứ hai mỗi ngày một chút xíu thôi đó, là 6 tháng mình viết xong được cái quyển đó. À, và bây giờ cái quyển thứ ba cũng sắp ra rồi, thực sự là mình viết xong rồi, bây giờ mình đang biên tập lại lần cuối thôi là xong thôi, rồi là chuyển sang thiết kế, rồi đi xin phép để nhà xuất bản kiểm soát nữa, làm mình xong quyển số 3 thôi. Nghĩa là bây giờ mình kiểm soát ra được cái việc này là khoảng 6 tháng là mình ra được quyển sách. Nên là mình đang ra cái mục tiêu là gì ạ? Một năm 2 cuốn. Và để đạt được một năm 2 cuốn sách thì mình phải làm cái gì các bạn biết không? Mình phải kiểm soát được cái tốc độ, cái tốc độ làm việc của mình. Nếu mà mình ra mục tiêu mà một năm 3 cuốn thì cái tốc độ mình phải tăng lên, và như vậy thì mình làm không có được, và mình làm không được thì mình nản. À, nên là mình thấy cái trung bình á là khoảng 4 đến 5 tháng á, là mình sẽ viết xong, nên là mình cho là 6 tháng và thì như vậy là mình thoải mái luôn, là một năm mình ra được 2 cuốn, là chắc chắn năm nay mình sẽ ra được 2 cuốn, vài bữa nữa là mình ra được một cuốn. Cái cuốn đó xong rồi bắt đầu mình bắt tay vào cái cuốn tiếp theo là cuốn thư từ. À, và mình cũng đặt mục tiêu rất là rõ ràng, từ đây cho tới năm 2020 thì mình sẽ có được 10 cuốn sách. À, và mình cũng thông báo cho các bạn rất là dễ, các bạn đừng thả tim, mạng dễ bị lãng quá, ok chưa? Và mình đặt mục tiêu rất là rõ ràng, từ năm nay tới năm 2020 là mình có được 10 cuốn, rất là rõ ràng. Rõ ràng là bây giờ là mình đã nắm trong tay được 3 cuốn rồi.
Và cuối năm nay là mình tới cuốn thứ tư, và chắc chắn là mình sẽ có được 10 cuốn sách. Và cái mục tiêu đó, các bạn thấy tới chưa? Khi chúng ta đặt mục tiêu thì chúng ta phải kiểm soát được cái tốc độ. Cái lý do mà mọi người không đạt được là bởi vì họ không có kiểm soát được cái tốc độ. Đó. Và nếu mà họ không kiểm soát được tốc độ thì họ như thế nào? Họ bỏ cuộc. Vậy thì không kiểm soát được tốc độ nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đi nhanh quá. Nghĩa thứ nhất là đi nhanh quá. Bạn Sơn Nguyễn, em nhận thiết kế sách cho thầy ơi. À không, mình có đội ngũ đó bạn Sơn Nguyễn ơi. Mình làm cho tới giờ đâu phải làm muốn gặp ai nhận đó. Nó không phải vậy. Làm là có đội ngũ rồi. Ok rồi. Chứ đâu phải vì làm tới giờ rồi mới ấy. Gửi giúp em quyến mỗi ngày một chút thôi thầy nhé. Ok. Cảm ơn bạn Ngọc Thọ Mai. Ok chưa? Và dĩ nhiên là mình cũng chưa không bao giờ mình làm việc với cái người lạ đâu. Mất công lắm bạn Sơ Nguyễn. Mình với bạn đã có biết gì nhau đâu. Rồi phải ngồi, rồi phải trình bày cho bạn rồi nữa. Mất công lắm. Đội ngũ của mình họ hiểu rồi. Chuyện cái là họ làm, họ hiểu ra được cái ý của mình rồi. Họ đã làm thành chuyên nghiệp rồi. Mình ra được cái quyển sách, thực sự là mình có 3 cuốn rồi. Một cái cuốn bán ở nước ngoài nữa, bán trên Amazon là Beyond the Why nữa. Nó cái đội ngũ này nó làm tự nhiên nó quen rồi. Đâu phải thiết kế bìa sách là thiết kế đâu, mà phải hiểu được cái idea của tác giả muốn hướng cái gì. Chứ không phải là thiết kế, muốn thiết kế là thiết kế. Ok chưa? Nó là cảm ơn bạn Nguyễn Kiên Giang, bạn nói là kiểm soát tốc độ hay quá, đúng rồi em. Mình phải kiểm soát được tốc độ. Vậy thì tốc độ nó có hai cái, nghĩa là chậm và nhanh. Bạn hình dung chưa? Mình giải thích cái chỗ này rõ cho các bạn bạn nắm. Ok chưa? Vậy thì hồi nãy giờ, bây giờ mình hỏi lại chút xíu là nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời mà. Bạn Lưu Quốc Việt, nếu mà bạn Lưu Quốc Việt lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình, inbox với mình và nhớ chia sẻ mình. Thầy ơi, sách thầy in giấy đẹp hơn được không? Ok, mình không thuộc cái dạng là đầu tư sách giấy đẹp đồ gì hết á. Mình thuộc cái dạng là mình thích cái giấy pho đó nên là mà in cái giấy pho. Thứ hai là tự nhiên cái phí nó rẻ để cái giá cho mọi người nó vừa phải, để mà mọi người cùng sở hữu nó. Quan trọng là cái nội dung, mình không tập trung về hình thức nhiều. Ok cho mình biết đó, nhưng mà họ không tập trung về cái hình thức. Rồi vậy thì bây giờ về tốc độ, mình nói về cái tốc độ trước. Thì tốc độ thì cái nó chậm đúng không, rồi có tốc độ nó nhanh đúng không các bạn ơi. Nếu mà chậm thì nó làm cho chúng ta nản. Nếu mà các bạn không kiểm soát được tốc độ mà nó đi chậm đi thì các bạn thấy nó lâu tới quá. Ví dụ như các bạn đi từ đây ra Nha Trang mà các bạn không đặt ra được một mục tiêu, dù từ đây ra Nha Trang là khoảng 500 cây mà chúng ta sẽ tính được tốc độ là chúng ta chạy trung bình khoảng 50 cây số trên giờ, thì khoảng 10 tiếng đồng hồ chúng ta ra ở ngoài đó. Đồng ý cái xe của chúng ta có thể là chạy 60-70, khoảng 8-9 tiếng là chúng ta tới thôi. Nhưng mà chúng ta phải tính 10 tiếng để còn thời gian nghỉ giải lao, thì xe thì 10 tiếng các bạn vô đây này. Nhưng mà nếu các bạn đi một hồi và các bạn thấy là các bạn chạy chậm, các bạn chạy chậm hơn đó luôn, thì tự nhiên các bạn thấy chán quá đó. Và các bạn không thể tới đó được. Các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Nên là nó làm cho các bạn nản. Nên là để đạt được mục tiêu, các bạn phải kiểm soát được cái tốc độ. Hoặc là nhanh. Ví dụ mà các bạn đi nhanh quá đó, các bạn chạy nhanh quá thì các bạn mất sức. Các bạn bởi vì cái hành trình, cái cuộc chơi của nhanh chúng ta là nó kéo dài. Không phải 2 năm, rồi 3, mà nó là 5 năm, nó là 10 năm, nó là 20 năm đó nữa. Nên chúng ta nó như thế nào chúng ta như thế nào các bạn không? Nên là chúng ta phải kiểm soát ra được cái tốc độ. Cái tốc độ làm sao chúng ta đều, để chúng ta chạy mà mỗi ngày chúng ta đều hưng phấn và chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Nhanh quá nó cũng giúp cho, nó cũng làm cho các bạn mất kiểm soát, mà chậm quá thì nó làm cho các bạn nản. Các bạn hiểu ra. Nên là cái ý nghĩa chỗ này, kiểm soát tốc độ ở đây mình muốn nói với các bạn là các bạn phải ra một cái kế hoạch làm sao để cho nó đều. Ví dụ như là hiện tại mình thấy một năm mình viết 2 quyển sách đó là mình kiểm soát ra được tốc độ đều. Các bạn có nhận ra điều này này, cho nên là cái ý nghĩa của bước số 4 nó là như vậy đó, đều mà đều và mình làm. Và các bạn thấy không, mình làm, một số bạn biết mình rồi đó, có một số bạn học mình, các bạn biết rồi, mình làm nhẹ như không á mà. Mình làm nhẹ như không vậy á, nó không có phải mà quá sức cái gì, cứ tình như vậy là nó đi rồi. Bạn Tăng Phước Nguyễn, bạn nói xàm quá. Bạn rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn
đã nghe rồi mà bạn thấy xàm thì bạn rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu mà bạn không thấy xàm thì mình mới thấy là bạn có vấn đề, cho bạn thấy thấy xàm tuyệt vời. Xàm mới online nó nói chuyện, không xàm giờ này ngủ mất tiêu rồi bạn ơi. Mà bạn giờ này online nói chuyện thì cũng thú vị đó. Ok không ạ? Rồi. Vậy thì mình chia sẻ cái hướng đó mà. Vậy thì bây giờ mình đã chia sẻ tới bước số 4 rồi. Mà chúng ta có tới 10 bước lận. Mình nói với bạn là chúng ta có tới 10 bước lận. Nó là đồng hồ là bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi các bạn ơi, mình xem đồng hồ đi. 10 giờ 20 rồi. Nó phải gì ạ? Nó phải tới 11 giờ mới xong. Bây giờ mình tăng tốc lên một chút xíu. Ok chưa? Và các bạn comment vô, hồi nãy giờ mình chia sẻ như thế nào, các bạn comment vô. Các bạn thấy mình chia sẻ nó như thế nào? Và bạn nào lần đầu tiên của mình thì hãy làm quen với mình. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì bấm vào chia sẻ nha, để mình kiểm soát thử, mình kiểm tra thử hồi nãy giờ bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Các bạn chia sẻ về Facebook để các bạn nhớ. Nếu các bạn không chia sẻ thì các bạn quên mất sao mình lên cái trên mạng mình để mình xem thử. Lên trên Facebook mình để mình xem thử. Ok, 151 lượt chia sẻ rồi. Làm sao tối nay chúng ta phải hơn 200 lượt chia sẻ thì nó mới là tuyệt vời. Vậy bây giờ các bạn bấm vào đi à, các bạn chia sẻ đi à. Ok, cho bạn nào mới lần tôi biết mình thì các bạn hãy chia sẻ đi à. Rồi, bây giờ tiếp tục này. Bước số 5. Đúng không? Bước số 5. Bước số 5 là nó phải thực tế. Ghi vô, bước số 5 là phải thực tế. Lý do mà các bạn mà không đạt được mục tiêu là bởi vì cái mục tiêu bạn nó không thực tế. Mục tiêu rất là viển vông. Mình xem rất là nhiều người giúp cho bạn chia sẻ mục tiêu, nói rằng là phải đặt mục tiêu bự, mục tiêu to. No, mình, cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy nó không nằm ở ngay chỗ đó. Mục tiêu là nó phải thực tế chứ không phải là mục tiêu to. Nhiều người mình đọc cái quyển sách, có nhiều quyển sách là phải suy nghĩ bự, đã lỡ suy nghĩ là phải suy nghĩ bự. Đúng, suy nghĩ thì bự. Các bạn phải phân biệt ra được cái chỗ suy nghĩ và mục tiêu. Nên là mình thấy mọi người đó hình như là họ lẫn lộn giữa cái việc suy nghĩ và mục tiêu. Đúng, suy nghĩ thì được quyền suy nghĩ bự. Nhưng nó như thế nào mình luôn nói này, nếu các bạn không biết cách là bạn là người gì, biến mục tiêu thành ước mơ. Nhưng những người mà tuyệt vời họ biết cách biến ước mơ thành mục tiêu, và họ biết cách biến mục tiêu thành gì, thành kết quả cụ thể. Còn không khéo chúng ta trở thành người gì biến mục tiêu thành ước mơ, nghĩa là mãi mãi không bao giờ thực hiện được. Nghĩa là mình muốn nói với bạn này, suy nghĩ ước mơ thì nó lớn, bạn có hiểu chưa? Tuy nhiên khi mục tiêu thì nó phải thực tế. Luôn luôn nhớ cái điều này, còn không các bạn sẽ không bao giờ các bạn thực hiện được. Có những người cứ nói, hãy đặt mục tiêu bự. Không phải, mục tiêu bự sao làm được. Mục tiêu phải thực tế. Vậy thì như thế nào là mục tiêu thực tế? Cái chỗ này mình chia sẻ các bạn có hữu ích không? Hữu ích thì các bạn comment và các bạn nói hữu ích, để mình có năng lượng mình chia sẻ với các bạn tiếp. Còn các bạn không comment gì thì mình không có năng lượng được. Nó là cứ không hiểu, cứ không hiểu rồi cứ suốt ngày cứ nói rằng là mục tiêu phải bự, mục tiêu phải bự, mục tiêu phải bự. Lỡ đặt mục tiêu là mục tiêu phải bự, không phải. Cái điều đó nó không phải. Mà mục tiêu phải vô cùng thực tế. Như thế nào là mục tiêu thực tế? Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là nếu các bạn có cái lịch sử đã làm trước đó rồi. Mình ví dụ ha. Bạn đã có cái lịch sử làm trước đó rồi. Ví dụ như là hiện tại bạn đã đi bán hàng rồi. Mình ví dụ một cái việc nhỏ đi. Hàng ngày là bạn bán được 5 đơn hàng. Đều hồi giờ bạn bán được 5 đơn hàng. Thì bây giờ mình ráng đặt mục tiêu nó cao hơn. Đó là bây giờ mình đặt một tiêu vậy. Thì bây giờ mình một ngày mình bán lên 7 đơn hàng. Các bạn nhận ra chưa? Và làm sao để chúng ta, hoặc là năm vừa rồi doanh số một năm của các bạn là 10 tỷ, ok chưa? Thì nó như thế nào, bây giờ bạn đặt cái mục tiêu khoảng 20% hoặc 30% thì năm nay thì doanh số khoảng 1.2 đến 1.3, thì nó như vậy gọi là mục tiêu nó thực tế, tức là cái mục tiêu đó nó làm cho chúng ta đạt được.
mới hồi trưa mình nói chuyện với một bạn, năm vừa rồi á là doanh số của bạn, một năm của bạn doanh số của bạn là 500 triệu. Ok chưa? À, nhưng bắt đầu mình mới hỏi là năm 2017 doanh số bạn nhiêu, bạn nói là 50 triệu. Vậy thì mình lại hỏi tiếp, mình lại hỏi tiếp bạn, vậy thì bạn đặt mục tiêu cho năm 2018 là doanh số nhiêu? Bạn nói là 5 tỷ. Ờ, các bạn thấy thú vị không? Tức là những người đó họ thiếu đi cái thực tế, bởi vì để đạt được 5 tỷ nó đi liền với, nó đi liền với nguồn lực làm việc của mình. Mình các bạn cứ tưởng là muốn 5 tỷ là 5 tỷ, bạn phải nhận đơn hàng về rồi bạn sẽ xử lý đơn hàng của người ta làm sao, rồi bạn phải đưa cho người ta, rồi người ta mới đưa tiền cho mình. Nguồn lực của mình đủ chưa, nhân viên của mình đủ chưa, chứ đâu phải muốn đặt mục tiêu bự là các bạn làm được đâu. Nó là mục tiêu nó phải thực tế, nghĩa là sao, hôm nay năm nay đội ngũ của mình nó thực hiện được 1 tỷ thì sang năm chúng ta đặt thứ hai khoảng tăng 20% thì được, đội ngũ của chúng ta nó sẽ làm được. Và cái điều đó nó rất là thực tế. Bởi vì sao cái thực tế nó quan trọng? Vì khi mà đội ngũ nó đạt được nó vui, bạn cũng vui, và lại bạn tiếp tục bạn đặt tiếp. À, bạn có hiểu chưa? Hoặc là bạn đặt 1 tỷ 2 nhưng mà mới nửa năm nó đạt được rồi thì chúng ta lại lên kế hoạch tiếp. Đâu có ai mà không cho các bạn đặt lại đâu. Bạn cứ nghe cái công ty nó hay báo cáo cái hạ tài chính không? Ví dụ là thường thường nửa năm nó là mới đến tháng thứ 6 mà đã đạt được 80% so với kế hoạch rồi. Mới tới tháng thứ 8 mà đã được 100% kế hoạch rồi. Vậy thì tới 3 tháng còn lại họ sẽ vượt kế hoạch bao nhiêu phần trăm đó? Hoặc là các công ty nó hay báo cáo cuối năm nay, báo cáo là năm nay vượt kế hoạch 30%, năm nay vượt kế hoạch 50%. Các bạn hiểu chưa? Tức là họ đặt mục tiêu và bắt đầu họ hướng tới. Tuy nhiên mục tiêu phải dựa trên cơ bản của lịch sử trước đó. Còn nếu các bạn là người mới chưa có lịch sử trước đó thì đơn giản bạn nhắm, bạn ngồi bạn nghiệm ra một ngày mình sẽ làm được bao nhiêu, một tuần mình sẽ được bao nhiêu, một tháng mình sẽ được bao nhiêu, và mình đặt cho mình một cái con số. Các bạn phải đặt mục tiêu. Nếu các bạn không đặt mục tiêu thì không được. Các bạn hiểu chưa? Các bạn không đặt mục tiêu thì không được. Có nhiều bạn mới nói là em đặt mục tiêu nhưng mà bây giờ cái con số thực tế em làm ra với con số mục tiêu bao giờ nó đâu có giống nhau đâu. Chính xác. Các bạn hãy nghe mình nói một cái bí mật này. Thực tế không bao giờ mục tiêu. Bạn hình dung ra điều này chưa? Dưới cái con số sau này thực tế bạn làm ra nó khớp với nhau cả. Bạn hình dung chưa? Một bí mật nó là như vậy. Và chính vì cái bí mật nó như vậy nên chúng ta phải luôn đặt mục tiêu. Bạn hình dung ra việc mà bạn đặt mục tiêu trên giấy và thực tế chúng ta làm không bao giờ nó khớp nhau. Bạn hiểu ý chưa? Hãy hiểu cái ý đó. Nhưng dù sao chúng ta phải có mục tiêu để làm cái gì, các bạn hiểu không ? Để cái đầu chúng ta nó hướng về đó. Cái con người chúng ta nó năng lượng, nó có cái bản lề, nó có cái mốc để chúng ta làm theo, đội ngũ chúng ta nó làm theo, và mọi người phải làm theo cái đó. Các bạn hiểu chưa? Chứ còn thực tế mà khi chúng ta làm ra với cái mục tiêu chúng ta đặt không bao giờ nó khớp nhau. Các bạn hình dung đúng chưa? Tuy nhiên cái mục tiêu nào mà nó làm cho chúng ta năng lượng, cái cách làm nào nó làm cho chúng ta năng lượng, là cái điều đó là cái điều rất là tuyệt vời. Bạn có cảm nghiệm ra điều này chưa? Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải làm mục tiêu, nó phải thực tế và rõ ràng. Vậy hồi nãy giờ các bạn thấy cái mình chia sẻ cái điều này nó thấy tuyệt vời mà, tuyệt vời. Các bạn comment vô, các bạn tuyệt vời, các bạn phải năng lượng vô. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình và chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Ok các bạn ơi. Ok chưa? Đó, các bạn phải cảm nghiệm ra cái điều này. Còn đó các bạn không cảm nghiệm ra điều này thì không được rồi. Các bạn có cái câu hỏi gì hỏi mình thì các bạn comment xuống, các bạn hỏi đi. Các bạn comment xuống, các bạn hỏi đi. Thực tế không bao giờ khớp với mục tiêu, dù sao cũng phải có mục tiêu hướng đến và làm cho ta có năng lượng. Ok, rất là tuyệt vời. Hay quá rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình thấy những comment của các bạn là tự nhiên mình vui đi rồi. Bây giờ cái bước số 6. Ghi vô. Cái bước số 6. Cái bước số 6 là để đạt được mục tiêu trong kinh doanh và mục tiêu trong cuộc sống, hãy tìm cho mình một người cố vấn. Ok chưa? Hãy tìm cho mình một người cố vấn. Bạn hình dung chưa? Hãy tìm cho mình một người cố vấn.
luôn có một người cố vấn ở phía đằng sau mình. À, bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta làm kinh doanh, nói chung, đặc biệt là khi chúng ta làm kinh doanh, các bạn biết, các bạn phát hiện ra các bạn cái gì không ạ? Khi chúng ta làm kinh doanh thì có một điều á, là chúng ta không biết rằng chúng ta làm việc không hiệu quả. Cái người làm kinh doanh nó ngộ, họ không biết rằng họ làm việc không hiệu quả. Cái người khi các bạn đi làm công á, thì bạn làm không hiệu quả thì sao ạ? Có ông chủ ông bộc liền, ông dí bạn liền. À, tuy nhiên khi chúng ta mà ra làm kinh doanh á, chúng ta không biết rằng chúng ta không hiệu quả. Cả buổi sáng đó bạn không hiệu quả, bạn cũng đâu có biết đâu. À, cả một tháng đó không hiệu quả thì thường thường cái người làm kinh doanh chúng ta hay đổ thừa cho lý do. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần có một người cố vấn, một người coach ở đằng sau để họ dí đít ta. Dĩ nhiên đã gọi là người cố vấn, họ không bao giờ dễ dàng với các bạn, họ không luôn chiều cho các bạn. Cái từ coach đó, là các bạn biết là cái từ huấn luyện viên á các bạn không? Các bạn thấy là khi mà các bạn xem bóng đá, nó giới thiệu huấn luyện viên, nó hay để cái từ coach trong tiếng Anh, nó coach á. Các bạn chưa? Nghĩa là gì? Cái ông huấn luyện viên có bao giờ ông dễ dàng với cầu thủ đâu. Ông luôn luôn ông canh dè, ông luôn luôn ông nhắc nhở, ông luôn luôn ông khó chịu, ông luôn luôn ông bắt cái đứa nhân viên phải đạt được mục tiêu, phải cố gắng, phải phấn đấu lên. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có người cố vấn. Các bạn có nắm ra điều này chưa? Cái người cố vấn để chúng ta, dĩ nhiên chúng ta cũng có những thằng bạn dư sức, là những thằng bạn đó nó làm, nó khuyên chúng ta làm được đầy những người cũng có thể chỉ cho các bạn được. Nhưng mà những người bạn đó thì nó có cái vấn đề gì ạ? À, chúng ta làm cũng được, không làm cũng được, bị xề xòa cho qua chuyện. Còn cái người cố vấn, cái người thầy ở phía sau á, thì các bạn không làm xề xòa. Tại vì cái người thầy á, họ được quyền là họ chửi bạn, họ được quyền họ hạ sách bạn. Và cái áp lực của người thầy nó làm cho các bạn cố gắng. Còn bạn bè thì nó không làm cho bạn cố gắng. À, cái ý nghĩa của cái người thầy ở đằng sau vậy, ngoài cái việc họ biết thì họ đang có một cái quyền, họ phải làm cái việc đó cho bạn. Các bạn có nhận ra cái chỗ này không ạ? Còn bạn bè chúng ta có đôi khi có những người họ giỏi hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta không sợ, chúng ta không có ngại, chúng ta không gì, nên chúng ta không có làm. Nên là để đạt được mục tiêu trong cuộc sống, trong nhanh, chúng ta cần phải tìm cho mình một người cố vấn ở phía sau, hoặc là một người thay hay là gì đó, tùy các bạn gọi cái tên gì là gì đó, mà cái người đó là cái người nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái mục tiêu. À, và bạn phải nghe lời. Và dĩ nhiên là đã là người thầy, người cố vấn thì dĩ nhiên là họ không có dễ chịu với các bạn, họ luôn với bạn, nhưng mà cái điều đó nó làm cho bạn tốt rồi, bạn đạt được một mục tiêu. Đặc biệt là bạn chưa thành công thì bạn phải cần nó nhờ vậy, còn bạn thành công rồi thì bạn cần cái gì? À, có tiếng gió ù hả? À, nó có tiếng gió ù hả? Các bạn có nghe tiếng gió ù không các bạn ơi? À, cái âm thanh nó rõ gì dữ hả? Ok, chào bạn Phùng Quang Lâm. À, cảm ơn bạn rất là nhiều, kết bạn với mình nhé. À, bạn nhớ share Facebook và kết bạn với mình nha. Ok chưa? Rồi, mình đi nhanh, cũng khuya rồi. Thứ bảy là chúng ta cần phải nốt lại những cột mốc mà chúng ta đạt được. Ghi vô. À, chúng ta cần phải làm sao để tìm một người cố vấn giỏi, tốt, có tâm như thầy. Ok. À, chúng ta cũng không đơn giản là cái gì cũng vậy. Bạn Thiên Kim hỏi cái câu đó rất là hay. Không đơn giản là chúng ta muốn là chúng ta có, chúng ta cứ tìm. Và qua quá trình tìm thì chúng ta có kinh nghiệm. À, bạn Thiên Kim hình dung chưa? Chứ còn mà chúng ta cứ mong mà cứ ngồi mà muốn có được tốt liền thì nó không có đâu. Cái gì cũng vậy, khách hàng cũng vậy, chúng ta phải đi tìm rất là nhiều khách hàng thì chúng ta mới có được một người khách hàng rất là tuyệt vời. Người khách hàng họ luôn đưa tiền cho chúng ta, họ rất là dễ dãi với chúng ta, họ luôn mua chúng ta rất là nhiều. Bạn thân kia hình dung ra điều này chưa? Chứ chúng ta không có được là cứ muốn ra là cái gì nó cũng hoàn mỹ hết, hoàn toàn nó không có đâu. Cái sự hoàn mỹ, các bạn thấy một cái thằng cầu thủ nó muốn đá một cái trái bóng rất là tuyệt vời, vừa rồi các bạn thấy thằng cầu thủ Quang Hải của Nguyễn Quang Hải của đội U23 mà các bạn thấy nó xuất những trái bánh rất là tuyệt vời không ạ? Để trước khi chúng ta có những cái trái bánh tuyệt vời đó là nó xuất đầy những cái trái trái trật rồi. À,
Ok chưa? Đó, cái đó là cái mà mình muốn gửi đến bạn. Rồi, bây giờ tiếp nè. Luôn luôn ghi nhận lại những cột mốc chúng ta đã đạt được. Phần lớn các bạn quên mất cái yếu tố này mà nó làm cho các bạn trì trệ và nản. Các bạn không ghi lại những cái cột mốc. Bây giờ mình ví dụ đi. Mỗi sáng á, bé Bambi nhà mình á, các bạn biết cái bé Bambi nhà mình á là năm nay bé mới có 5 tuổi 2 tháng hơn à. Và sáng nào bé cũng thức dậy bé chạy, bé chạy gì ạ? Bé chạy bộ với mình. Mình hướng dẫn cho bé chạy. Và các bạn biết là cái vòng, một cái khu vòng công viên mình nó rất là rộng. Một cái vòng của mình nó khoảng 1,5 km. Và lần đầu tiên mà bé chạy là bé chạy 3 vòng như vậy. Các bạn thấy không ạ? Hồi nào mà các bạn có dịp các bạn ghé cái khu mình các bạn xem, thì một vòng mà bé chạy 3 vòng mình cũng bất ngờ này. Thì tại sao bé chạy được như vậy? Dĩ nhiên hiện tại thì mình cho bé chạy khoảng 2 vòng thôi. Nhưng mà lần đầu tiên là bé chạy một lúc 3 vòng luôn, chạy ngọt sớt vậy đó. Thì tại sao bé chạy nó như vậy? Nó rất là đơn giản thôi. Cái điểm khởi đầu là khi chạy là mình nói là con, bây giờ con bắt đầu chỗ này nha, và bây giờ chỗ này chúng ta chạy này. Bây giờ chúng con mà chạy được một vòng tới chỗ này là chúng ta phải đứng lại, chúng ta dí một cái nha, chúc mừng con nha. Rồi bé đã đồng ý nó như vậy rồi. Và thế là bắt đầu là bố con chạy. Và khi chạy hết vừa giá một vòng, cái mình với bé nó vậy, yeah, con rất là tuyệt vời, con đã hết một vòng rồi, chúc mừng, ok, chạy tiếp. Chạy tiếp tới được 1,5 vòng á, thì mình cũng nói bạn, yeah, mình vừa chạy mình vừa đánh tay bạn, mình nói yeah, con đã chạy được 1,5 vòng rồi, rất là tuyệt vời. Và vừa giáp lại cái, con đã chạy được 2 vòng rồi, yeah, một cả, các bạn rồi. Tức là ý ở đây là chúng ta cần chia ra những cái cột mốc mà chúng ta đạt được. Và ngay cái cột mốc đó chúng ta tự chúc mừng mình, chúng ta tự thử mình, thì nó làm cho chúng ta gì ạ? Nó làm cho chúng ta chúng ta thấy cái nỗ lực của chúng ta, và tự nhiên thấy nó nhanh lắm. Mình cũng phải công nhận là nó nhanh lắm. Ví dụ như bé Bambi, nó thoáng một cái nó đã được nửa vòng rồi, nó thoáng một cái nó hết vòng rồi, nó thoáng một cái nó lại được 1,5 vòng rồi. Các bạn chúng ta, nó là chúng ta phải ghi nhận từng cái cột mốc chúng ta đạt được. Ví dụ mà lại có một cái ví dụ khác, những bạn á, đúng không, hồi kia họ đến với mình và mình hay yêu cầu các bạn đi hãy làm web đồ đi, thì các bạn cũng làm, nhưng mà các bạn cũng quên ghi nhận những cái cột mốc, nên là lúc nào các bạn cũng áp lực, lúc nào các bạn nghĩ làm sao các bạn cũng chưa có khách hàng. Mà sau 3 tháng bạn làm và bạn tới bạn cũng áp lực với mình á, thì mình hỏi lại, bạn có nhớ rằng là cái ngày đầu tiên bạn không có cái trang web không? Bạn nói nhớ. Hồi đầu tiên là bạn cũng chưa biết bạn kinh doanh cái sản phẩm không? Nhớ. Nhưng mà bây giờ thì bạn được cái gì rồi? Tức là mình đang giúp cho bạn đó ghi nhận lại những cái cột mốc bạn đạt được. Thì sau 3 tháng ngồi ghi nhận lại thì bạn đã đạt được gì? Thứ nhất là bạn đã chọn cho mình được một sản phẩm rồi. Cái hai là sản phẩm bạn nó ra ngô ra khói ra được bao bì rồi. Cái tiếp theo là bạn đã làm xong được một cái trang web nó ra ngô ra khói rồi. Một người mà từ không mà làm ra được một trang web ra ngô ra khói đâu phải dễ. Đồng ý là cái mục tiêu lớn chúng ta chưa có, đó là khách hàng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ra được rằng chúng ta từ một người trống không hồi kia chưa biết kinh doanh cái gì, bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta đã kinh doanh cái gì rồi. Không những ta biết rằng chúng ta kinh doanh cái gì, mà chúng ta biết rằng chúng ta đã ra được cái sản phẩm, ra bao bì mọi thứ đã ngọt rồi. Và chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã làm xong được một cái trang web rồi, và cái kiến thức về kinh doanh chúng ta bắt đầu nó tràn đầy rồi. Có điều cái mục tiêu lớn là chúng ta chưa đạt được, đó là khách hàng. Nhưng chúng ta đã đạt được cái mục tiêu nhỏ. Mình ví dụ như là mục tiêu của bé Bambi là gì? Là 3 vòng. Rõ ràng nó chưa đạt được 3 vòng. Tuy nhiên nó đạt được nửa vòng. Rồi bé đạt được 1 vòng. Rồi bé đạt được 1,5 vòng. Bé đạt được 2 vòng. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Là chúng ta phải ghi nhận những cái cột mốc. Chúng ta muốn đạt được mục tiêu là chúng ta phải luôn ghi nhận những cái một cột mốc mà chúng ta đạt được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và khi chúng ta đạt được cái cột mốc đó là chúng ta yeah, rất là tuyệt vời. Phải tự thưởng cho mình để mình có năng lượng để mình đi tiếp. Còn nếu mà các bạn không ghi nhận những cột mốc, các bạn thấy khi người ta leo núi là người ta luôn cắm cái cột mốc. Các bạn có theo dõi báo chứ mà. Người ta luôn cắm những cột mốc.
À, leo được lên cái mét số máy rồi, leo được cái số máy rồi, leo được tới cái số máy rồi, leo được tới cái số máy rồi. Các bạn anh nhung ra giờ phải có những cái cột mốc chứ. Một cái cầu thủ đá bóng cũng vậy, người ta cũng ghi nhận ra những cái cột mốc là bao nhiêu cú tạt rồi, bao nhiêu cú đá rồi, đá ăn bàn được bao nhiêu cú rồi, phải có những cái cột mốc chứ. À, đã sút vô được một đời cầu thủ đó, họ người ta đã sút vô được 100 cú đá rồi, người ta giải này người ta có được bao nhiêu cái cú sút vào rồi. Các bạn chúng ta đây chứ, người ta phải có cái cột mốc chứ. Để đạt được mục tiêu, chúng ta cần phải có gì? Cột mốc. Các bạn ghi vô. Bước số 7 là gì? Ghi nhận những cột mốc, ghi vô các bạn ơi. Ghi vô thì các bạn mới nhớ, các bạn không ghi các bạn không nhớ. Và bạn nào mà lần đầu tiên mà livestream biết mình online thì các bạn nhớ chia sẻ đi. Cái đoạn này mình nói cái livestream hôm nay cực kỳ hay. Mà các bạn không chia sẻ, các bạn không lưu lại là mình nói là để gì mai mốt các bạn rảnh các bạn xem lại. À, các bạn còn cái đoạn livestream hôm nay rất là hay. À, mình chia sẻ mà mình cũng cảm giác rất là hay. Ok, giờ các bạn ơi. Nên các bạn nhớ chia sẻ cái livestream ra và lưu lại ngày mai ngày mốt rảnh xem. À, tắt bạn bè mình vô xem. Và mình thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ tuyệt vời không các bạn? À, ghi vô tuyệt vời. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy kết bạn với mình đi, inbox vào Facebook mình, kết bạn với mình các bạn vô rồi. Bước số 8 là luôn nhìn lại phía sau. À, luôn nhìn lại phía sau, luôn nhìn lại quá khứ, luôn nhìn lại trước đó. À, khi mà chúng ta đi về phía trước đó, thì chúng ta phải luôn nhìn lại. À, chúng ta đi được một đoạn đường rất là dài. À, và lâu lâu chúng ta nhìn lại và chúng ta review lại những bài học mà chúng ta đã vượt qua. Bước số 8 là luôn nhìn lại phía sau và ghi những bài học. Bạn hình dung chưa? Phải ghi lại những cái bài học. Vậy thì trong một, bởi vì chúng ta, các bạn không làm những việc gì đó thì các bạn không rút ra được những công thức, những bài học để các bạn ứng dụng tiếp. Và các bạn phải liên tục mắc những cái sai lầm tiếp. Các bạn nhận ra điều này cho nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải gì? Cần phải nhìn lại một hành trình, không cần phải đi hết mới nhìn lại, mà chúng ta phải gì? Phải đi một đoạn chúng ta nhìn lại. À, đoạn này chúng ta có những cái va vấp gì, chúng ta có những cái sai lầm gì thì chúng ta bỏ đi. À, chúng ta có những cái thành công gì, chúng ta rút ra được cái công thức gì để chúng ta áp dụng, chúng ta đi tiếp. Bạn nhận ra điều này chưa? Nên là bước số 8 là ghi nhận lại, học hỏi lại, à, đúc kết lại những bài học, những cái công thức mà chúng ta đã làm được, chứ không phải là chúng ta cứ mãi mãi đi, cứ mãi nhìn về phía trước mà quên. À, mình chia sẻ nhanh vậy bởi vì cũng khuya rồi, mình không giải thích tới nhiều rồi. Bước số 9 là chúng ta phải so sánh với cái chuẩn của những người đồng lứa với ta, phải luôn luôn so sánh. À, với cái chuẩn. À, bạn hình như thế nào là so sánh cái chuẩn? Nghĩa là bạn bè, ví dụ ở trong bi training nhé, à, trong bi training nhé, môi trường của bi training nhé, thì hầu như các bạn ra khởi nghiệp là các bạn đi một lượt, một group với nhau á, thì lâu lâu chúng ta cũng phải so sánh cái chuẩn. So sánh cái chuẩn là như thế nào ạ? À? Trong bi training nhé, thì mình hay yêu cầu các bạn, à, cái bước mà đầu tiên nhất á, à, cái bước đầu tiên nhất á, là mình hay như thế nào ạ? À? Mình hay yêu cầu các bạn là hình thành cho mình ba cái web. Thứ nhất là web chuyên gia, thứ hai là web thương hiệu công ty, web thương hiệu cá nhân. À, thì sau 3 tháng, sau 6 tháng chúng ta cũng phải nhìn rõ. Ừ, sau 6 tháng mà sao mình mới làm cái web chuyên gia, còn mấy bạn mình nó làm được tới 3 cái web luôn. Nghĩa là cái đó người ta gọi là so sánh cái chuẩn với nhau để thấy rằng à, chúng ta đang đi tụt lùi. À, các bạn hình hiểu chưa? Chúng ta phải so sánh cái chuẩn với nhau, à, để thấy chúng ta cùng một lượt với nó mà. À, mỗi ngày chúng ta cũng sống 24 tiếng đồng hồ cũng giống nó mà. Mỗi ngày chúng ta cũng ăn 3 bữa sáng trưa chiều mà. Ok rồi. Nhưng mà tại sao trong cùng khoảng thời gian 6 tháng tụi nó giải quyết được cái công việc đó như vậy, mà sao chúng ta cũng 6 tháng mà chúng ta mới có như vậy? Để chúng ta gì? Để chúng ta nỗ lực hơn. Và để chúng ta gì? Chúng ta tới gặp nó, hỏi nó: mày làm cái gì mà trong 6 tháng này mày giải quyết được 3 cái trang web nó tuyệt vời vậy? Thì nó mới chỉ cho mình. Các bạn nhớ chưa? Chứ làm mà không so sánh với cái chuẩn chung thì chúng ta đang túc ở với đằng sau á, rớt có với đằng sau á, mà cứ tưởng mình hay lắm. Bạn hình dung chưa? Tức là phải luôn liên tục
so sánh cái chuẩn chung. Bạn nhận ra điều này chưa? Ghi vô đi. So sánh cái chuẩn chung. Ghi vô. Các bạn thấy những gì mà mình chia sẻ, các bạn thấy có hữu ích đó mà. Hữu ích thì các bạn nói hữu ích. Hồi nãy giờ mình liên tục chia sẻ tới cái bước số 9 rồi đó. Nên là những người mà họ không biết so sánh là họ không có chịu nỗ lực để họ tiến lên. Bạn on vô chưa? Ok. Và tiếp theo nữa là bước số 10. Ok chưa? Cái bước số 10. Bước số 10 là chúng ta phải gì ạ? Luôn trong mọi tình huống chúng ta luôn suy nghĩ tích cực. Bước số 10 là luôn luôn tích cực trong mọi tình huống. Để đạt được mục tiêu là con người bạn phải luôn tích cực, không được tiêu cực. Tại sao chúng ta phải tích cực? Khi các bạn suy nghĩ tích cực thì cái gì ạ? Thì bạn phát ra năng lượng tích cực. Mà bạn phát ra năng lượng tích cực đó, thì con người bạn nó tràn đầy nhiệt huyết và nó tràn đầy đam mê. Cái nguồn đam mê của bạn nó sống vậy. Và làm cái gì nữa? Bạn hút được những người tích cực ở xung quanh mình và nó cộng hưởng luôn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và khi bạn tích cực á, các bạn có phát hiện ra điều này. Bạn tích cực một cái là bạn làm cái gì nó cũng thuận lợi hết. Làm đâu nó cũng thắng đó. Cái việc nó rất là nặng, bạn cũng thấy nó rất rất là nhẹ. Mình hãy nói một cái câu, khi bạn tích cực, nhiều nguồn lực xung quanh nó hỗ trợ bạn đạt được công việc. Còn khi chúng ta tiêu cực thì chúng ta như thế nào ạ? Các bạn, khi các bạn tiêu cực á, các bạn có phát hiện ra điều này mà tự nhiên các bạn yếu ra. Bây giờ mình ví dụ đi. Bây giờ ví dụ nè, các bạn thấy mình đang tích cực này, năng lượng mình rất là tuyệt vời nè. Các bạn thấy cái con người mình nè. Các bạn thấy cái body của mình không ạ? Nó tuyệt vời, nó rất là năng lượng. Và khi mà mình nói thì các bạn cũng muốn nghe nó. Nhưng mà khi các bạn tiêu cực thì như vậy nè. Bây giờ mình đang nói tiêu cực nè. Các bạn thấy cái điều số 10 không? Các bạn có thấy có tích cực không? Các bạn thấy mình yêu cầu các bạn tích tích cực mà cái body của mình nó rất là tiêu cực. Nó nói còn không nổi nữa. Thì rõ ràng là các bạn cũng đâu có thèm nghe mình nữa. Các bạn có nhận ra rồi này. Ví dụ mình đang là tiêu cực này, mình ngồi cái thế chán lắm, cái mặt mình nó chán lắm. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì các bạn cũng không thèm nghe mình. Thôi các bạn đi ngủ quách đi cho rồi, chứ các bạn nghe mình làm gì. Nhưng mà khi mà mình tích cực, các bạn hình dung ra thì con người mình nó rất là năng lượng. Và bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và như vậy các bạn mới muốn nghe mình. Nên là khi các bạn mà tích cực thì các bạn hút rất là nhiều người tích cực. Và các bạn như thế nào ạ? Các bạn được rất là nhiều nguồn lực nó hỗ trợ mình. Còn khi mà các bạn tiêu cực thì thôi, nó chán không thể được đâu. Bạn hình dung ra cái điều này. Và đó là lý do mà để đạt được mục tiêu trong cuộc sống thì con người chúng ta phải luôn luôn tích cực, luôn luôn hướng về cái điều tốt đẹp. Dĩ nhiên trong cuộc sống lâu lâu chúng ta gặp những cái trouble nó không như ý, thì chúng ta phải suy nghĩ theo hướng tích cực trong cái vấn đề đó, lý giải tích cực trong cái vấn đề đó. Để chúng ta rút ra bài học từ đó, chứ đừng có lý giải theo hướng tiêu cực. Mình ví dụ như là ngày mai mà bạn bị mất một người khách hàng. Mình ví dụ đi, bạn mất đi một người khách hàng. Thì thay vì chúng ta bực mình, thay vì chúng ta bực mình, chúng ta ngồi tiêu cực, thì chúng ta phải lý giải nó như thế nào ạ? Chúng ta mất một người khách hàng, vậy thì chúng ta học được cái bài học gì? Nghĩa là chúng ta không chăm sóc họ kỹ, hoặc là sản phẩm chúng ta không tốt, đó gì đó. Và chúng ta phải cảm ơn nhờ ông khách hàng này, ổng đi mà làm cho chúng ta gì? Làm chúng ta học được bài học rất là tuyệt vời này. Đó là chúng ta tư duy theo hướng tích cực. Còn nếu mà chúng ta tư duy chết rồi, mất khách hàng này rồi, mất cái ông khách hàng này rồi, mất khách hàng này rồi thì tiêu làm sao? Công ty mình không có doanh số xuống làm sao? Các bạn cứ tiêu cực như vậy thì mọi thứ các bạn này là tiếp tục mất cái người khách hàng thứ hai, thứ ba tiếp. Ok chưa? Vậy thì cái điều gì các bạn có muốn mình bonus cái thứ 11 không ạ? Bạn nào ngồi cho tới giờ này thì mình sẽ bonus cho bạn cái thứ 11. Các bạn có muốn mình bonus cái thứ 11 không ạ? Đúng ra là 10 cái thôi, nhưng mà bây giờ mình muốn bonus cái thứ 11. Vậy thì các bạn muốn bonus cái thứ 11 thì các bạn comment vô.
Ok chưa? Các bạn luôn comment vô. À, nếu các bạn muốn mình bonus cái 11 thì các bạn comment vô, các bạn ghi vô số 11, số 1. Ok, comment cái số 11 đây. Một trong những cái nguyên nhân mà giúp làm cho chúng ta không đạt được mục tiêu bởi vì cái gì? Cái sự hoài nghi của các bạn ghi vô. Cái cản trở lớn nhất mà nó làm cho bạn không đạt được mục tiêu bởi vì cái tính hoài nghi của bạn lớn quá, ghi vô. Ghi vô, đó là cái sự hoài nghi. Cái con người của các bạn á luôn gì? Luôn bị cái sự hoài nghi nó lớn quá. À, hoài nghi gì? Hoài nghi vào chính mình. Bạn hoài nghi vào chính con người của mình. Bạn hoài nghi vào cái quyết định của bạn nó không có tốt. Bạn Vũ Kim Xuân, mỗi lần mà mình thấy bạn lên cái bạn quảng cáo, bạn không nói một cái gì đó. Ok, mình nghĩ chắc là không ai liên hệ với bạn đâu. Bạn cần phải chia sẻ, nói chuyện, học bài là chủ yếu chứ. Bạn lên, mỗi lần mà mình thấy bạn lên cái livestream mình là bạn cứ bùm quảng cáo sầm chăm hết. À, một điều mà mình muốn nói với các bạn, cái thứ 11 các bạn nói này. Cái lý do mà bạn không đạt được mục tiêu là bạn hoài nghi vào chính con người của mình. Hoài nghi vào chính cái quyết định của mình. Hoài nghi vào những cái việc của mình làm. Cái sự hoài nghi là cái điều mà nó giết chết tất cả cái mục tiêu á. Dù bạn có đạt cái 10 cái kia đi nữa mà bạn hoài nghi. Hoài nghi ai? Hoài nghi bước đầu tiên là bạn hoài nghi chính bạn. Bạn không tin bạn làm được. Bạn không tin những cái quyết định của bạn. Bạn không tin những cái sản phẩm của bạn. Rồi cái hoài nghi đó bạn dẫn đến ai ? Bạn dẫn đến bạn hoài nghi những người bên cạnh của mình. Bạn đá nghi tất cả. Và đây là cái nguyên nhân lớn nhất mà bạn không bao giờ đạt được mục tiêu. Nếu bạn vẫn còn cái sự hoài nghi ở trong con người mình. Cái tính hoài nghi là mình nói cái tính dở hơi nhất ở trên đời này. Cái tính hoài nghi là cái tính nó phá vỡ. Bạn có nhận ra điều này không ? Bạn nào đang có tính hoài nghi, đặc biệt là hoài nghi vào chính cái quyết định của mình, không tin tưởng con người mình làm được, là bạn đã mất hết 50% cái sức mạnh này. Bạn hồn vô vô. Mình thấy đầy những con người luôn luôn hoài nghi, đang khỏe mạnh mà cứ nghĩ mình đang bệnh. Bạn hình dung chưa? Đang khỏe mạnh mà cứ nghĩ mình đang nghèo. À, đang đẹp trai mà cứ nghĩ mình chắc là mình không có đẹp trai. Đang xinh gái mà cứ nghĩ rằng mình không có xinh gái. À, gia đình rất là tuyệt vời mà cứ hoài nghi rằng chắc là gia đình mình nó đang có vấn đề gì đó. Các bạn nhận ra điều này. Nó như thế nào ? Nó phá vỡ hết tất cả. Nên là bạn có được 10 bước vừa rồi mà nói cho các bạn, bạn không biết, mà bạn bị vướng cái tính hoài nghi và đa nghi, thì mình nắm chắc các bạn rằng bạn sẽ không thành công cái gì trong cuộc đời này đâu. Bởi vì bạn hoài nghi, bạn nhìn ở đâu bạn cũng hoài nghi hết. Khi bên trong chúng ta có vấn đề, chúng ta nhìn ở đâu chúng ta cũng thấy vấn đề. Khi bên trong bạn vui, bạn nhìn ở đâu bạn cũng thấy vui. Khi chúng ta ok, mọi thứ xung quanh chúng ta ok. Khi chúng ta không ok, mọi thứ xung quanh chúng ta không ok. Bạn hiểu chưa? Nên một trong những cái điều ra ở đây là các bạn phải tin vào chính mình. Để làm sao tin vào chính mình, bạn phải như thế nào ? Bạn phải chia nhỏ mục tiêu, phải làm được từng có, phải yêu được. Thay vì hoài nghi chính mình, thì hãy thấy rằng nếu mà làm không được thì mình từ từ khắc phục nó, tìm ai nhờ đỡ mình khắc phục nó. Không được hoài nghi chính mình. Mình nói đi nói lại cái chỗ này. Khi các bạn phạm vào cái điều này thì nó như thế nào ? Cuộc đời của bạn nó sẽ bị phá vỡ. Nó phá vỡ chính cuộc đời của bạn và nó phá vỡ toàn bộ những mối quan hệ chung quanh bạn. Nếu bạn mà như thế nào ? Bạn có nhân viên, bạn đang hoài vì nhân viên, thì thế nào cái đứa nhân viên nó cũng đi khỏi công ty của bạn. Nếu bạn đang có vợ, đang có chồng mà bạn đang hoài nghi vợ chồng mình, thì chắc chắn rằng cái gia đình đó, cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ kết thúc. Bạn hình dung chưa? Mà thay vì hoài nghi là phải luôn luôn hỏi. Phải luôn luôn hỏi rằng chúng ta đang có cái gì chúng ta làm chưa được. Vậy cái điều chúng ta làm không được đó, nó làm cho chúng ta vướng cái gì? Chúng ta đang bị vướng cái gì? Chúng ta đang bị thiếu cái gì? Thì chúng ta đi khắc phục nó.
chứ không phải ngồi đó mà hoài nghi, mà đa nghi. Các bạn hình dung ra điều này này chưa? Bạn hình dung ra điều này chưa? Và đây là cái điều mà chúng ta phải gì ạ? Phải loại nó ngay buổi tối hôm nay. Hãy luôn luôn tin vào những cái quyết định của mình. Bạn hình dung chưa? Và hôm sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 điều rất là tuyệt vời. Ok chưa? 10 điều rất là tuyệt vời. Bạn có muốn mình bật mí cái live stream hôm sau mà? Bao nhiêu bạn muốn thì comment vào. Và cái live stream hôm sau mà các bạn không xem thì thực sự vô cùng tiếc cho các bạn. Các bạn có muốn mình không ạ? Nếu các bạn nào muốn thì các bạn comment xuống. Và các bạn muốn ok chưa? Muốn xem cái live stream hôm sau. Ok chưa? Comment vô các bạn ơi, comment vô. Ok chưa? Vậy thì cái live stream hôm sau mình sẽ nói về gì ạ? 10 điều nên làm khi thấy mình hồ nghi chính mình. Thì bạn sẽ hết hồ nghi ngay. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Live stream hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn 10 cách mà bạn phải làm khi bạn thấy mình đang hoài nghi vào chính con người của mình. Mình đang hoài nghi vào chính dự án của mình. Mình đang hoài nghi vào những người xung quanh mình. Mình đang hoài nghi thế giới xung quanh mình sống. 10 cách nó sẽ triệt tiêu đi cái hoài nghi đó. Bạn có muốn không ạ? Muốn thì các bạn comment xuống. Các bạn thấy điều này nó quá rất là tuyệt vời. Và bạn phải theo dõi để các bạn gì ạ? Phải triệt tiêu nó. Mình nói rồi, bạn sẽ không đạt được cái điều gì trong cuộc đời này nếu bạn hoài nghi vào chính mình. Chính cái tính hoài nghi là cái kẻ thù lớn nhất mà nó phá vỡ tất cả. Và đó là lý do vì sao bạn hãy xem cái live stream để giải quyết đi cái tính hoài nghi của mình. Ok các bạn ơi. Và hôm nay là buổi tối thứ hai rất là tuyệt vời. Và hôm nay mình cũng rất là vui khi mình chia sẻ các bạn cái 10 bước để chúng ta đạt được mục tiêu hôm nay. Điều này nó rất là tuyệt vời. Lịch nếu không có gì thay đổi thì 9 giờ tối mai, 21 giờ 30 tối mai mình sẽ chia sẻ 10 điều. Ok chưa? 10 điều phá vỡ đi cái hoài nghi của các bạn. 10 điều đó. Và tuy nhiên ngày hôm qua mình cũng có lịch nữa. Nếu mà trễ hơn thì có thể mình dời khác, nhưng mà 80% là nó rớt vào cái chỗ tối mai. Ok các bạn ơi. Và cái live stream hôm nay rất là hay. Bạn nào chưa chia sẻ thì mình mong các bạn chia sẻ về trang Facebook bạn để các bạn lưu lại, để sau này các bạn còn coi lại nữa, Facebook nó nhắc để cho các bạn nhớ. Và các bạn thấy bạn bè mình mà ai mà họ bị vướng những cái điều này thì các bạn tap vào để họ xem cái live stream buổi tối hôm nay. Nghĩa là các bạn đã gieo hạt cho họ, bạn giúp cho họ thay đổi được cái tư duy gì đó, nó rất là tuyệt vời. Và mình dành cho một phút quảng cáo. Đây là những quyển sách của mình. Bạn nào chưa có sách thì hãy inbox cho mình cái số điện thoại để mình giao sách cho bạn khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Cuối tuần này có cái lớp sale, sale rich. Bạn nào chưa giỏi sale thì hãy đi học sale. Thứ năm tuần sau thì mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp miễn phí, các bạn đi học. Thứ bảy chủ nhật tuần sau là lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 139. Ok chưa? Và thứ hai, thứ ba tuần sau thì mình có cái lớp bùng nổ doanh số. Mình sẽ giúp cho các bạn lập một cái chiến lược làm sao bạn bùng nổ doanh số trong năm 2018 này. Đây là cái lớp mà chỉ học đầu năm và bạn học được một lần, cứ đầu năm bạn áp dụng theo được công thức đó, bạn làm kế hoạch là nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi chương trình của mình tối hôm nay. Và ngày mai nhớ đón xem chương trình rất là tuyệt vời nhé. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha.